Tôi nhắc lại một chút nhé, tức là đối tượng của cái Scratch này là chúng ta phải lập trình. Nhưng mà lập trình là gì? Lập trình là chúng ta viết kịch bản, chúng ta đạo diễn và chúng ta lập trình để mà tạo ra được một cái chương trình tương tác. Và toàn bộ cái đó nó nằm ở trên cái gọi là cái sân khấu. Đây, nó nằm chỗ này này, đích ở đây. Và bên trái là cái nơi mà chúng ta lập trình. Thì nhắc lại nhé, là trên sân khấu chúng ta nó có hai khái niệm, một là nhân vật và hai là cái sân khấu này. Đấy. Bây giờ nhắc lại một chút. Thế thì mỗi một cái đối tượng chúng ta là hoặc là các nhân vật hoặc là sân khấu, thì mỗi một nhân vật hoặc là sân khấu đều có thể lập trình được. Nhưng mà chúng ta phải lập trình riêng cho từng nhân vật, cho từng cái sân, cho một sân khấu. Chúng ta chú ý chỗ đó nhé. Thì cũng như là để tôi nhắc lại một chút, để trước khi chúng ta học tiếp nhắc lại một chút dùng cái khái niệm mà hôm trước chúng ta đã nói rồi, nhắc lại một chút nhé. Như vậy là đối tượng mà chúng ta cần lập trình ấy, nó là một cái sân khấu, gọi là đây là sân khấu, đây sân khấu nhé, nó là một đối tượng và các nhân vật, một nhân vật, hai nhân vật, có thể có rất nhiều, chúng ta có rất nhiều nhân vật, nó rất là đa dạng. Như vậy là chúng ta có n cái nhân vật và có một cái sân khấu thôi, được chưa? Thế thì mỗi một cái đối tượng này thì chúng ta phải lập trình. Vậy sân khấu là có một lập trình, còn cái này là một, thằng này nó là một lập trình. Như vậy chúng ta lập trình cho rất nhiều luôn nhé. Như vậy là chúng ta có n cửa sổ lập trình và một cửa sổ lập trình cho sân khấu, chúng ta chú ý. Và cái người mà thiết lập cái chương trình ấy, hay là chính là cái người mà viết kịch bản, và anh ta sẽ, người đó sẽ lập trình, tức là anh ta đạo diễn để cho các nhân vật này và làm việc trên sân khấu này. Đấy. Đích của mọi chương trình Scratch là gì? Là chúng ta tạo ra một cái vở kịch, hay là một cái chương trình, một cái trò chơi, một cái chương trình tương tác, một câu chuyện gì đó, và trên đó là có các nhân vật tương tự như là một bộ phim vậy, hay là một cái vở kịch vậy, được chưa? Đó. Thì như vậy chúng ta sẽ phải nắm bắt được tất cả những cái thuộc tính của các nhân vật và sân khấu. Thì chúng ta nhắc lại một chút nhé, là các sân khấu và nhân vật của chúng ta đấy, nó đều có những cái thuộc tính rất quan trọng. Thuộc tính, và chúng ta phải nắm vững thuộc tính này để chúng ta lập trình để điều khiển nó, điều khiển thông qua các cái thuộc tính này. Nhìn thấy chữ nói rồi, chúng ta nhắc lại một lần nữa nhé, là như vậy trong Scratch này thì sân khấu nó có những thuộc tính gì, nhân vật có thuộc tính gì, và chúng ta phải biết được là như vậy chúng ta sẽ lập trình để mà điều khiển nhân vật thông qua các thuộc tính, điều khiển sân khấu thông qua các thuộc tính. Rồi bây giờ nhắc lại một lần nữa nhé. Về nhân vật mà nói nhé, thì nó gồm có những nhân vật rất quan trọng, là những cái gì mà chúng ta nhìn thấy trên sân khấu, nó đều là nhân vật hết nhé. Nó là cái đối tượng chính mà chúng ta cần phải điều khiển. Thì nó có cái thuộc tính là gì? Một là nó có tên của nhân vật này, nó có tên nhé. Thứ hai là nó có cái tọa độ của nhân vật đó, cái tọa độ mà nhân vật đó đang đứng ở trên sân khấu. Về tọa độ thì chúng ta nhớ lại một chút là sân khấu chúng ta nó có kích thước như sau, là chiều rộng là 480 bước, hay là 480 bước, và chiều cao là 360, và nó có một cái hệ tọa độ, có cái điểm giữa sân khấu là 0,0 nhé. Đấy, thì cho lại một chút. Và như vậy là với cái x thì là chạy từ -240 nhỏ hơn nó bằng x thì nhỏ hơn nó bằng là 240, còn y tọa độ theo trục chiều cao là -180 nhỏ hơn nó bằng y nhỏ hơn nó bằng là 180. Chúng ta luôn nhớ cái đề có số rất quan trọng nhé. Thì như vậy là các nhân vật chúng ta sẽ được di chuyển trên sân khấu này, trên cái tọa độ x y này. Cái tọa độ 0,0 là cái tọa độ ở chính giữa sân khấu. Chúng ta nữa là một cái khái niệm là hướng rất quan trọng, về hướng nhé. Nhân vật luôn đi về phía trước theo hướng của mình.
Chúng ta chú ý như sau, là cái chiều này là chiều 90 độ. Cái chiều đứng thẳng bên trên là chiều 0 độ. Chiều đi xuống là chiều là 180 độ. Mà chiều ra bên trái này là chiều trừ 90 độ hay là 270 độ cũng được. Trừ 90 độ nhé. Thì tại thời điểm thì như vậy phải có một cái hướng nào đó của mình. Ngoài ra còn có cái ngoài cái đây là ba cái phần đa, đây là ba thủ đính chính nha, còn có thêm một thủ đính nữa thì là về kích thước. Kích thước thì một nhân vật chúng ta có thể là mắt của nó làm nó là số đo của nó là 100%, chúng ta có thể phóng to thu nhỏ cái số này. Rất quan trọng cái này, cùng một nhân vật chúng ta có thể điều khiển cho nó có thể thay đổi cái kích thước của nó, rất quan trọng. Một cái ý nữa, một thông tin nữa rất quan trọng là dạy các cái em dạy các trang phục, dạy các cái trang phục rất quan trọng, cách nhưng mà các quần áo đấy. Như vậy là một nhân vật nó có thể nó có nhiều hình dạng khác nhau. Cái dạng này nó không không chỉ là quần áo, vẫn là người đó, nhưng mà hôm nay mặc áo vàng, mai mặc áo trắng thì là hiển nhiên thì là dễ rồi, nhưng mà nó có thể thay đổi toàn bộ cái hình dạng của nhân vật đó. Như là một nhân vật đó nhưng mà là một hình ảnh của nó là con mèo, hình ảnh thứ hai là con chó, mà chúng ta có thể lập trình để con mèo là biến thành con chó được, rất hay đúng không ạ? Đây là cái rất là đặc biệt của cái của nhân vật, chúng ta có thể thay đổi được cái trang phục, và nó có một dãy các cái trang phục cái số. À, dãy này là số từ 1, 2, bất kỳ n nào đó, bất kỳ, ta chú ý nhé. Tiếp theo nữa là một dãy các âm thanh, dãy các âm thanh cũng rất quan trọng. Cái số từ 1, 2, đây là các thuộc tính của nhân vật. Âm thanh này chúng ta có thể là thu âm trực tiếp, có thể là dùng sẵn các cái bộ âm thanh của có sẵn của trong cái kho của phần mềm, hoặc chúng ta có thể thu âm ở bên ngoài, chúng ta đưa nó vào được rất là thoải mái. Đây là một điều rất là hay, nó giúp chúng ta có thể là cho các con vật đó có thể nói, có thể hát, có thể phát âm ra, được chưa ạ? Nhưng mà có thể âm thanh con mèo, âm thanh con chuột, âm thanh con voi, âm thanh con chó, có thể thay đổi được như vậy. Đó là những cái thông tin. Vậy đây đó chính là những cái thông tin rất quan trọng của một nhân vật. Còn sân khấu, còn sân khấu thì sao? Về sân khấu thì nó rất ít, không nó không có nhiều sân khấu nhé, thì nó không có nhiều thuộc tính đâu, nó chỉ có như sau, nó chỉ có là con nó chỉ có một thuộc tính thôi, là các cái nền sân khấu chúng ta có thể bổ sung các cái nền khác nhau, nhưng chúng ta có thể thay đổi cái phông nền của sân khấu, còn là như vậy coi như là một cái cảnh đấy. Thì là chúng ta sẽ làm cái chương trình là một em bé sẽ đi mô tả đi chu thiên hạ, đi từ thành phố này sang thành phố khác chẳng hạn, thì ta mô tả dùng hình ảnh của sân khấu đó là chúng ta làm. Ý thứ hai nữa là có một thủ đính thứ hai nữa là cũng là dạy các âm thanh, dạy các âm thanh. Nền sân khấu này có thể là làm một dãy một dãy các cái nền sân khấu, một dãy các hình ảnh nền sân khấu. Thì đây chính là các thuộc tính của gì, của sân khấu đó. Thì đây là tôi vừa mới liệt kê ra lại một lần nữa các cái thuộc tính của nhân vật và sân khấu. Và khi ta lập trình ấy, chúng ta sẽ điều khiển các cái thuộc tính này, điều khiển cho học cho muốn gửi nhân vật chuyển động, chúng ta phải điều khiển cái tốc độ thôi, thay đổi tốc độ này của nhân vật. Chúng ta muốn điều khiển cho nhân vật nó xoay cái hướng khác nhau thì chính là dùng cái này, dùng cái thuộc tính là hướng này. Chúng ta muốn cho con vật là phóng to thu nhỏ khác nhau, ta dùng cái thuộc tính này. Chúng ta muốn các con vật là thay đổi trạng thái, chúng ta dùng cái này đó, dùng cái này, được chưa? Trang phục này có rất nhiều ý nghĩa rồi. Thì bây giờ tôi nói sang phần tiếp theo, lần trước tôi nói rồi, tôi nhắc lại một lần nữa là chúng ta khi mà lập trình ấy thì cũng như tương tự như các lập trình khác, chúng ta được quyền tạo ra những cái tên dùng để lưu dữ liệu, người ta gọi là các biến, rất quan trọng nhé. Cái khái niệm biến rất quan trọng, chưa tôi nói sơ tôi nói khái niệm biến rất quan trọng. Biến là một cái nó làm cái tên dùng để lưu trữ các dữ liệu nằm trong bộ nhớ của máy tính, thì nó giúp chúng ta rất nhiều các cái thông tin khác nhau,
Thì lẽ là tôi sẽ mô tả ngay ý nghĩa của nó, nhưng mà bây giờ tôi chúng ta sẽ ngay lại chúng ta tìm hiểu ngay là trong trong Scratch thì chúng ta định nghĩa biến nhân viên như thế nào, và có những cái yêu cầu gì hay là các cái đặc tính gì liên quan đến đến biến nha. Thì ở trong Scratch thì chúng ta nhớ lại là chúng ta vào cái nhóm lệnh là này, chúng lệnh này variable, chúng ta sẽ tạo ra đi lệnh để tạo ra cái biến đây. Bấm đây chúng ta sẽ tạo ra, bỏ tên rồi đây. Thì về tên của biến thì vì đây là phần mềm nó đã dành cho trẻ con, cho nên người ta đã biến đổi làm sao chúng ta đặt tên biến là thoải mái, được chưa? Nhưng mà tất nhiên chúng ta không nên đặt tên biến là quá dài, và không nên đặt tên biến cho là nó ít ý nghĩa, làm sao cho nó có ý nghĩa mà tên biến. Nhưng mà chú ý sau đây, lại một chút về mặt biến nhé. Thì đầu tiên chúng ta chú ý cái đến cái tên biến. Thông thường là tên biến đóng vai trò là một cái công cụ. Công cụ để giúp chúng ta xử lý tính toán số hay là xử lý rất nhiều các cái ý nghĩa khác liên quan chương trình. Chúng ta sẽ học sau. Mà tên biến ở trong Scratch chúng ta chú ý là gì? Là chúng ta không phân biệt chữ hoa chữ thường nha, không phân biệt. À, xin lỗi, có phân biệt chứ nhầm, hoàn toàn có phân biệt chữ hoa chữ thường nhé, chữ hoa chữ thường. Như vậy là cái biến có tên là x thì nhỏ, x lớn là khác nhau. Ý nữa chúng ta chú ý là khi đặt tên biến chúng ta phải làm sao đặt tên biến có ý nghĩa, đặt tên biến làm sao cho nó dễ nhớ này, không nên đặt là quá dài dễ nhớ nhưng mà lại có ý nghĩa nữa. Đừng không nên đặt các tên biến mà nó vô nghĩa. Đó, ta chú ý nhé. Đây là cái rất đây là những cái rất quan trọng. Rồi, bây giờ tôi thêm ý nữa rất quan trọng nữa là về mặt dữ liệu mà nói thì dữ liệu thì đối với biến ấy thì chỉ có hai loại dữ liệu thôi, là số, dữ liệu là kiểu số và sâu ký tự. Đó, chuyện chỉ có hai loại thôi. Mặc dù là ở trong Scratch thì người ta hỗ trợ thêm kiểu dữ liệu nữa, kiểu dữ liệu là logic đúng và sai, nhưng mà đối với biến ấy thì chỉ có hai loại là biến số và biến sâu. Nhưng mà phần mềm Scratch nó không chỉ rõ ra là khi nào thì biến nào là số, biến nào là sâu, chúng ta có thể dùng vô tư lẫn lộn cả không sao hết nhé. Đây là ví dụ chúng ta thấy nhé. Cái này là cái nó rất là làm cho chúng ta rất dễ dàng khi chúng ta lập trình. Đây, khi tôi tạo cái biến là x thì chẳng hạn, tôi gọi x thì vào đây nhé. Rồi, đây là biến này. Thì khi chúng ta tạo, chúng ta dùng cái lệnh chúng ta gán biến. Biến nhé, biến này. Khi tôi gọi đây là 12. Đấy, gọi 12 nhé. Bấm vào đây là chạy này. Thì đây là biến là 12 này. Thì như vậy là cái 12 là một giá trị của biến x thì. Thì ở đây 12 đây thì nó hiểu là gì, hiểu là số, nhưng mà đồng thời nó hiểu là sâu luôn đấy. Như vậy là số 12 hoặc là sâu gồm hai ký tự là 1 và 2, được chưa? Để tôi gọi lại đây là gì, là Hà Nội, thì như vậy đây nó là một sâu, không hiểu là số được. Vậy bây giờ x nó lại là Hà Nội thì nó là một cái sâu, được chưa? Như vậy là khi mà tôi tạo cái biến mà chúng tôi nhập cái giá trị của một giá trị vào cái biến đó để nó lưu trong bộ nhớ ấy, thì chúng ta có thể tạo cái dữ liệu là bất kỳ, là chỉ có hai loại là hoặc là số hoặc là sâu, và phần mềm sẽ có thể hiểu rất là thoải mái, có thể hiểu lẫn lộn được. Khi tôi có x bằng 120 thì nó là số nhưng đồng thời nó là sâu. Khi tôi có x là 12.67 chẳng hạn thì nó là một số thực. Số đấy có thể là số thực hoặc là số nguyên, nhưng mà đồng thời nó hiểu là đây là một sâu gồm có là ký tự 1, ký tự 2, ký tự chấm, ký tự 6, ký tự 7. Hoàn toàn như vậy nhé, nên rất là hay. Đây là cái điều nó làm cho nó, thật ra là cái điều này làm cho cái ngữ lập trình Scratch nó không thật chặt chẽ như là cái ngữ lập trình khác, tuy nhiên nó rất là hay. Nó làm cho đối với làm cho trẻ con mà, cho nên là dễ hiểu mà không cần thiết phải suy nghĩ thật quá chặt chẽ. Thì ở trong Scratch chỉ có hai lệnh thôi, lệnh này là một, và lệnh có hai lệnh đối với biến thôi. Đây là lệnh gán. Đây là lệnh thay đổi. Chuyển x thì bay 1. Thì lệnh này này
cái lệnh set xc này này là cái lệnh gán với lệnh đặt lệnh đặt lệnh xc bằng để còn lệnh này là lệnh thay đổi dù có hai lệnh thôi nhé, để tôi nhắc lại trước mắt. Về mà các lệnh đối với biến thì chỉ có hai lệnh thôi, chỉ có hai lệnh thôi các cái lệnh nhé, là một là lệnh gán nhé là x thì bằng 10 chẳng hạn, là lệnh gán có dấu bằng ở đây nhé, nó tương tự cái lệnh gán của các mẫu khác y hệt luôn nhé. Cái loại lệnh lệnh thứ hai là lệnh nó là lệnh gán thay đổi, lệnh thay đổi nhé, thì tôi đưa lại là x gì bằng x gì cộng hay cộng a nào đó hay là trừ a nào đó, hay là ở trong cái ngôn ngữ khác ấy, ngôn ngữ lập trình mới bây giờ hay chúng ta dùng là x gì cộng bằng a biến cũng được, thôi dùng cái này cho dễ hiểu hơn nhé. Như vậy đối với biến ở trong slot nó chỉ có hai lệnh, lệnh gán và lệnh thay đổi. Lệnh thay đổi này nó chỉ ứng với cái a, ứng với là cái a chỉ này là số thôi, còn không có cái thay đổi đối với sâu thì không được nhé, chỉ đối với số thôi. Đó, thì chúng ta chú ý như này, đây là thay đổi này, đây lệnh đây đây lệnh 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 gán này, có hai lệnh thôi nhé. Rồi bây giờ nó thêm sang ý nữa nhé, khi chúng ta mà tạm cái biến ấy thì máy sẽ lập tức là gì, là hỏi chúng ta là chọn một trong hai kiểu biến. Đây, cái này cái rất quan trọng này, một là kiểu biến là chung, hai là kiểu biến riêng cho từng nhân vật nhé. Đây bây giờ tôi nói thêm chỗ này, cái chỗ này sang cái phần là bốn bài sau ấy, phần nâng cao tôi sẽ nói kỹ hơn, còn bây giờ tôi chỉ nói nhanh cho ta hình dung. Như vậy là biến ở trong sáp nó có hai loại về kiểu của biến nhé, kiểu biến nó có hai loại, một là biến chung. Ở trên biến chung là cái gì? Biến chung tôi hiểu cái biến mà gì mà tất cả các nhân vật đều có thể dùng sử dụng, đều khi lập trình cho tất cả các nhân vật đều có thể dùng chung cho toàn bộ hệ thống. Thì cái biến chung này nó có nghĩa như là các công cụ, đây là cái công cụ hỗ trợ, đây là các cái công cụ, các công cụ là hỗ trợ, hỗ trợ tính toán điều khiển chung, cái này rất quan trọng nhé, điều khiển chung. Và những cái biến này là biến mà tất cả nhân vật, tất cả sân khấu lập trình đều có thể dùng được hết được chưa. Ngoài ra loại thứ hai là loại thật đúng, loại thứ hai thì tôi là loại nâng cao, loại thứ hai là biến riêng của từng nhân vật, biến riêng của từng nhân vật và sân khấu nhé. Thì cái này nó là cái gì, chúng ta chú ý nhé, nhân vật và sân khấu thì nó là cái gì. Biến chung thì là hiểu rồi, là công cụ dùng chung rồi. Biến riêng để làm gì? Đấy, thì nó ý nghĩa của biến riêng này là cái gì? Chính là nó khi chúng ta tạo một cái biến riêng cho một nhân vật ấy, thì chỉ nhân vật đó là biết thôi, các nhân vật khác không biết được, không nhìn thấy nó. Bên ngoài là các nhân vật khác là không nhìn thấy, hoặc là nhìn thấy nhưng không điều khiển được nhé. Thì cái biến riêng này nó có ý nghĩa chính là tạo ra thuộc tính thêm nhân vật. Đây chính là cái thuộc tính của nhân vật, thuộc tính của nhân vật là chú ý nhé. Như vậy là cái kênh mà tạo biến riêng ấy chính là kênh, là cách mà chúng ta mở rộng các thuộc tính của nhân vật. Phần này là phần vô cùng quan trọng luôn nhé, nhưng phần này là học sau trong phần khó hơn, mà tôi nói trước như vậy thôi, cái phần này là vô cùng quan trọng, nó giúp cho các nhân vật chúng ta có thể mở rộng các thuộc tính. Cái này rất là hay, cái này là rất là hay luôn, nhưng mà tôi đọc cái này nhưng mà tôi nói sau, tức là hiện nay ở trong cái bài đầu tiên chúng ta chỉ học đến cái phần biến chung thôi, không học biến riêng. Nhưng sang phần sau của chương trình chúng ta sẽ làm việc với cái biến riêng, được chưa. Đó, thì như vậy tôi vừa mới nói nhanh cho các bạn về khái niệm nhân vật này, khái niệm biến nhé. Rồi thế bây giờ chúng ta sẽ vào chương trình. Thì trước khi vào chương trình thì chúng ta cũng phải nói thêm một chút về các lệnh điều khiển. Điều khiển chính. Cái phần này, cái lệnh điều khiển này là các lệnh nó giống các mẫu lập trình khác, giống như các mẫu lập trình khác nhé. Giống mà nó còn mạnh hơn. Mà chúng ta sẽ học một vài cái trước. Đây. Chúng ta vào console nó có những lệnh sau đây này, đây. Chúng ta có lệnh như là lệnh away là một này nhé. Yeah.
lệnh repeat này, lệnh forever này, đấy chúng ta nhìn nhé, lệnh if then này, lệnh if then else này, đấy, nhé. Tiếp theo là lệnh wait until này và lệnh repeat until, được chưa? Ngoài ra còn thêm lệnh nữa, cái này là cho học xong, lệnh là stop, cho tôi đổi đi. Như vậy là gì? Như vậy là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tức là tất cả nó có 8 lệnh liên quan đến điều khiển chương trình. Nói chung thì đây là cái trái tim của một lập trình Scratch đây. Cái trái tim. Thì cái phần này là cái phần mà rất quan trọng, nhưng mà chúng ta sẽ phải học dần thôi. Biết như vậy thôi nhé, tôi nói nhanh này. Lệnh wait là cái lệnh mà khi gặp lệnh này thì nó sẽ dừng tất cả cái chương trình đó, cái trình mà chúng ta đang điều khiển nó dừng lại và đợi bao nhiêu giây đó, sau đó nó tiện tiếp. Như đây là lệnh để cho toàn bộ cái con vật đó nó đang dừng lại, không chạy tiếp nữa nhé. Đấy. Lệnh stop này là lệnh dùng để dừng một cái chương trình, chúng ta sẽ học sau. Dùng để dừng hẳn một cái chương trình nào đó. Thì nó có ba cái option, ba cái lệnh. Chúng ta sẽ học sau cái này nhé. Nó có ba kiểu dừng. Thì tôi nói luôn là kiểu dừng thứ nhất là kiểu dừng on, là dừng toàn bộ chương trình, toàn bộ tất cả nhân vật, tất cả sân khấu dừng hết, là stop on. Còn cái sau, 3 sau, 2 sau tôi là học sau nhé. Rồi, đây là lệnh lặp. Lệnh lặp thì nó có 3 lệnh lặp. Đây, có 3 lệnh lặp tất cả nhé. Đây là lệnh lặp mà lặp các lệnh ở bên dưới này với số lần lặp là cố định, để lặp cố định. Lệnh lặp này nó tương đương với lệnh for, ở trong C, ở trong Pascal ấy, mà nó dùng repeat lặp một số cố định lần. Lệnh này là lệnh là lặp vô hạn lần. Lệnh này nó giống như cái lệnh là for while true ở trong C hay trong Pascal hay trong Python ấy, lệnh là lặp vô hạn lần. Tất nhiên một chương trình mà lặp vô hạn lần thì nó sẽ bị chạy mãi, thì nó phải dừng chứ. Thì chúng ta có lệnh, chúng ta muốn dừng nó, chúng ta phải dùng cái lệnh này, dùng stop để cho đưa vào đây, nó dừng lại ở đây đó, chúng ta chú ý nhé. Mà trong rất nhiều trò chơi là chúng ta cho chương trình là chạy vô hạn lần, chạy mãi không bao giờ dừng. Khi nào dừng mà nó tắt máy thì thôi cũng được, không sao. Lệnh thứ hai này, lệnh thứ ba này là lệnh lặp nhưng mà lặp với số lần lặp là có điều khiển được. Ý nghĩa như sau, ý nghĩa là lệnh này lệnh lặp until, đây là một biểu thức logic nhé, ở trong này thì như vậy là nó sẽ kiểm tra lặp cho đến khi nào mà cái biểu thức này là đúng thì nó dừng lại, nhé. Yeah. Như vậy đây là 3 cái lệnh lặp rất là hay sử dụng. Đây là lệnh dễ nhánh, là nếu thì, và đây là nếu cái này đúng thì chạy cái này, còn không thì tôi bỏ qua, chạy sang bên dưới này. Còn lệnh này là gì? Lệnh này là if then else, là nếu cái biểu thức này đúng thì chạy lệnh ở đây, còn nếu sai thì chạy lệnh ở đây, nên là dễ nhánh nhé. Này cũng lệnh này rất hay, lệnh này rất hay sử dụng. Và lệnh này nữa là lệnh là chờ, nhưng không phải cái này là chờ với thời gian là cố định, còn cái này là chờ với thời gian là động. Nó chờ cho đến khi nào mà cái biểu thức này là đúng thì nó chạy tiếp. Đó, thì chúng ta chú ý nhé, tôi để ở xuống dưới. Đấy, nhưng mà có 2 lệnh chờ, 3 lệnh lặp, 2 lệnh điều khiển dễ nhánh và 1 lệnh stop. Như vậy nó có 400 lệnh. Để tôi sẽ mô tả lại cho chúng ta xem nhé. Cái này chúng ta sẽ làm bài tập, chúng ta mới hiểu thôi. Bây giờ tôi nói nhanh cho chúng ta đây nhắc lại một chút nhé. Như vậy chúng ta có 4 cái nhóm lệnh điều khiển rất quan trọng. 4 cái nhóm lệnh điều khiển quan trọng của Scratch nhé. Nhóm lệnh 1 là nhóm lệnh là chờ, hay là chúng ta là tạm dừng nhé, tạm dừng chương trình. Thì có 2 lệnh, lệnh wait với cái thời gian nào đó, bởi thời gian là cứng là bao nhiêu giây, và lệnh thứ hai là lệnh là wait until, một cái điều kiện. Vậy nó sẽ chờ khi nào điều kiện này đúng nó chạy, không nó cứ đứng ở đây mãi. Nên có 2 lệnh chờ và tạm dừng nhé.
đây là chờ thời gian cứng, còn đây là thời gian cố định, còn đây chờ thời gian là phụ thuộc vào một cái điều kiện. Lệnh thứ hai là lệnh lặp 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 thì chúng ta chú ý là nó có cái lệnh sau đây nha. Lệnh nhất là lệnh repeat bình thường nhé, repeat repeat sau đó là một cái con số, một cái số lần lặp, số lần lặp lặp cố định nhé. Đây là các lệnh, lệnh này nó tương đương với lệnh for ở trong Python hay là trong C nhé. Loại thứ hai là cái loại là forever nhé. Và dưới này là các cái lệnh, đây là cái lệnh gì, lệnh là vô hạn lần, thì cái lệnh này ở trong C hay trong Pascal hay là Python là chính cái lệnh là while while true đấy, while true đấy. Còn lệnh thứ ba là lệnh là lặp có điều kiện, lặp số lần lặp là mình không biết trước, lệnh repeat until một cái điều kiện nào đó, thì điều kiện là đúng thì ta theo chạy các lệnh này. Còn điều kiện này không phải, nó sẽ lập các lệnh ở đây, các cái lệnh ở đây cho đến khi nào một cái điều kiện này là đúng thì dừng lại. Nhưng mà này là nó kiểm tra điều kiện này trước, nó thấy sai thì thực hiện, thấy sai thì thực hiện, thấy đúng thì dừng lại. Thế cái lệnh này tương đương với lệnh while đấy, tương đương với lệnh while while điều kiện. Nhưng mà điều kiện này là khác, while điều kiện này là gì, là nếu mà đúng thì chạy, còn nếu sai thì dừng lại. Còn cái thằng này là đúng thì dừng, còn sai thì chạy. Mấy cái lệnh này là nó hơi khác nhau một chút, nhưng mà nó cùng 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 cái dạng cả đó. Thế đây là lệnh lặp này, lệnh lặp này, lặp một thời gian, số lần lặp là cố định này, số lần lặp là động thay đổi này, và lặp vô hạn lần. Để nó khác so với các bình thường nhé. Loại thứ ba là lệnh dễ nhánh, dễ nhánh chỉ có hai lệnh thôi, dễ nhánh một là if điều kiện, sau đó gen gen là cái lệnh như này, nếu thì lệnh thứ hai là if điều kiện then, sau đó là else. Được chưa? If then else. Đấy, đấy, đấy. Cái này là dễ nhánh một lần, để dễ nhánh hai lần. Đấy. Nếu cũng đúng thì thực hiện cái lệnh thứ hai này, lệnh một này, nếu sai thì lệnh này. Nếu cái đúng vậy, cái này nó sai thì thập bỏ qua, chạy ở dưới nhé. Và nhóm lệnh cuối cùng là cái nhóm lệnh là dừng, dừng chương trình. Lệnh dừng chương trình. Lệnh dừng. Dừng chương trình. Thì lệnh stop. Nó có 3 nhóm thì chúng ta chỉ biết một thôi, là lệnh stop all là gì, là dừng dừng tất cả, toàn bộ dừng tất cả, dừng tất cả, dừng tất cả toàn bộ chương trình nhé, chương trình scan cho tất cả luôn, cho tất cả các cái em, cho tất cả những các nhân vật và sân khấu nếu có. Thì đây là đó, thì đây là một vài cái về mặt lý thuyết tôi muốn nói như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại và chúng ta sẽ hình dung chúng ta sẽ làm cái gì nhé. Đây, bây giờ tôi sẽ lập trình nhanh thôi và chúng ta sẽ cùng nhau để tìm hiểu. Đầu tiên thứ bốn, các bạn tìm hiểu ý nghĩa của cái việc mà chúng ta có thể dùng dùng biến để làm gì, giúp đỡ cái gì cho chúng ta đây nhé. Đây nhé. Thì ví dụ nhé, bây giờ chúng ta sẽ lập trình như sau. Tôi xóa cái không làm ẩn cái biến này nhé, cái này. Biến, các bạn chú ý nhé, biến ấy thì chúng ta tạo biến rồi, chúng ta có thể xóa, chúng ta có thể bấm này, chúng ta bấm chuột phải, chúng ta có lệnh xóa này, delete này, đây. Delete xóa đây nhé. Đây. Còn đây là lệnh chúng ta có thể hiện ẩn hiện, bấm lên nó hiện, bấm lên nó bấm lên nó hiện này, bấm tắt đi nó ẩn đi này, ẩn hiện lập trình dùng cái này, dùng cốt lõi lập trình này mà ẩn hiện một cái biến, được chưa? Bây giờ tôi làm lập trình thử nhé. Bây giờ tôi lập trình cho đây, tôi sẽ lập trình cho con chó con mèo độc lập nhau nhé. Tôi tạo ra một nhân vật thứ hai là con chó này. Đây. Cho bạn xem một cái trình rất đơn giản thôi nhé, con chó.
Bây giờ tôi muốn tôi lập trình như sau này. Tôi muốn là mèo hỏi là bạn đi đâu đấy, xong chó hỏi là tôi đi chơi đây. Thế ví dụ tôi lấy như vậy đấy nhé, được chưa? Tôi làm ví dụ như vậy thôi. Thì bây giờ tôi hỏi như sau này, đây, Thầy ơi, ơi, nhưng mà con nhớ giữa con chó và con mèo nó ghét nhau mà thầy. sao cơ? Chó và mèo ghét nhau mà thầy. Không, bây giờ các cháu cứ nghe là nhé. Bây giờ cho ta cho một bài tập đơn giản thôi, nhưng mà để chúng ta hình dung được là điều khiển nó phải như thế nào. Bây giờ tôi làm chính như sau này, kịch bản như sau này. Kịch bản là mèo hỏi là bạn chó đi đâu đấy, được chưa? Hỏi trước, sau đó chó nghe và mình nghe xong mới trả lời là tôi đi chơi đây, được chưa? Tôi muốn tất là sở tôi muốn như vậy nhé. Thế lập trình cho mèo này, đầu tiên tôi chuyển cho mèo trước, chứ tôi cũng có mèo là để lập trình cho mèo này. Đó, đây là mèo đây nhé, lập trình cho mèo này. Thì đầu tiên này tôi vào đây, ban đầu tôi cho mèo di chuyển về vị trí này là vị trí là đây, vị trí nó là -149 và đây là 5 nhé. Đây tôi dùng lệnh là gì, là go to là -149 và 5 đây nhé. Và con mèo sẽ xoay sang bên bên phải, là point in direction là 90 độ sang bên phải, được chưa? Sau đó là mèo sẽ hỏi một câu đây, hỏi một câu sau 2 giây, dùng lệnh này mà hỏi đây, hỏi là bạn chó đi đâu đấy nhé, đi đâu đấy. Đấy, đi đâu đấy, câu hỏi như này thôi. Và cái câu hỏi này sẽ nói ra sau 2 giây thì dừng lại, được chưa? Lấy như vậy thôi nhé. Nó chạy thử cho mèo này. Đấy, chó đi đâu đấy nhé. Bây giờ tôi lập trình cho chó riêng này. Bấm vào đây nhé. Đấy, đây là lập trình cho chó này. Bọn nhìn rõ nhé. Thì tôi làm như sau. Tôi muốn chó là quay lại với con mèo. Thì tôi làm như nào? Đây con chó đây nhé. Chó đứng ở phía này, đứng ở vị trí này. Vị trí này chính là gì? Vị trí này chính là 130. X là 132 và Y là 4 nhé. Tôi dùng cái lệnh là go to 132 và 4 đây. Tôi muốn cho chó quay lại phía mèo thì tôi làm sao? Tôi phải cho chó là quay về hướng này đó, được chưa? Nhưng mà để thế này thì chó nó sẽ lộn ngược đầu xuống 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 đất. Tôi phải dùng một lệnh khác, chứ tôi nói rồi làm cái lệnh là đặt chế độ xoay là trái trái phải thôi, tôi để vào đây. Đấy, được chưa? Để tôi lật ra cái này này này, đấy chó vừa này nhé. Bây giờ chó sẽ trả lời là tôi đi đây, chó là tôi đi chơi đây, à, tôi đi chơi phố, tôi lấy rồi nhé, tôi đi chơi phố. Bây giờ tôi chạy thử nhé, bấm vào đây này. Đấy, cậu thấy cả hai con sẽ cùng nói cùng một lúc, nhưng bây giờ cho chó nó mèo cùng kêu này. Đây, mèo trước khi mà mèo nói câu là bạn chó yêu đấy, mèo kêu meo meo một cái nhé, để mèo kêu meo một cái, được chưa? Bây giờ chó này bấm đây, bấm một con chó nhé, bấm vào đây này, tôi cho chó kêu cô một cái này trước khi nói. Đấy, tôi làm thử nhé. Đấy, như vậy là khi mà cho để như này thì là chó mèo sẽ đồng thời nói, đồng thời hỏi, đồng thời trả lời. Như vậy là không đúng cái trình mà tôi đang làm vậy, tôi đang lập trình nhé, là không chính xác, không đúng kịch bản. Bởi vì đúng kịch bản là chó nghe mèo nói xong thì chó mới trả lời. Đấy, thì bây giờ làm thế nào bây giờ đây? Làm thế nào để chúng ta lập trình được chuyện này? Đây là một chỗ hơi khó một chút, tức Tôi không biết là được. là thì có thể dùng cái lệnh là chờ, vì là mèo có thể là mèo thì mèo sẽ em mèo đây là mèo nói là cho 2 giây mà, thì có thể dùng lệnh là chó chó chờ 2 giây đây cũng được. Ta chờ nhưng ta dùng lệnh là wait đây, wait, và đây chó chờ trong 2 giây để vào đây đó cũng được nhé. Như vậy sẽ chó đợi đúng 2 giây khi mèo nói xong thì chó sẽ trả lời cũng được. Đây là một phương án thử như này, chạy thử này. Đấy, như vậy đây là phiên bản mà tốt hơn, đúng hơn một chút nhé. Để tôi ghi lại cái này, tôi ghi lại vẫn là cái bài này, tôi phải ghi lại để chúng ta thấy nhé. Cái lớp chúng ta là cái mà không để ý cái mà tôi một chút
là cái thư mục nào, để tôi một chút tôi tìm thư mục ở đây hỗn hợp đây nhé. Hôm nay là chúng ta là B2 nhé. Đây là chương trình đặt tên là mèo và chó nhé, mèo và chó đặt tên là một nhé. Nhưng mà phần này là phương án mà cũng là hay rồi, nhưng mà chưa phải là hay lắm các bạn nhé, chưa phải là hay lắm, vì ở đây tôi có thể thay đổi cái, có thể thay đổi cái thông tin là có thể chó nó nói một tràng, nói một câu rất dài cơ, xin chào bạn, cứ nói thành thành lời, xin chào bạn chó, bạn đi đâu đấy đấy, thì làm thế nào để mà cho khi mà mèo vừa nói xong thì chó mới trả lời. Mèo có thể nói, không biết trước nó nói bao lâu, có thể không không phải là 2 giây, có thể là có thể là 5 giây, Thầy có có thể thể không biết âm ti là... rồi. Thì tôi phải làm như nào đấy, thì tôi cho chú ý nhé. Biết âm Bây ti giờ rồi. tôi sẽ dùng một kỹ thuật rất quan trọng là chúng ta dùng biến nhớ, dùng biến trong cái lập trình. Cái biến, nhắc lại, biến là một cái công cụ, tôi nhắc lại các bạn rất quan trọng. Cái biến là trong ở trong lập trình rất quan trọng. Biến nó đóng vai trò như là một cái, là cái công cụ để công cụ hỗ trợ tính toán, hỗ trợ điều khiển, rất quan trọng nhé. Cái này là cái rất quan trọng. Chúng ta làm gì cũng chúng ta cần cần các cái biến này. Chúng ta tính toán, chúng ta lập trình để làm cái gì đó, thì ở trong trường đơn giản này chúng ta sẽ làm cái đó nhé. Như vậy làm thế nào bây giờ để cho đến đúng lúc nào đó thì con chó nó sẽ trả lời theo đúng, thì làm như sau thôi. Chúng ta tạo một cái biến nhớ, một cái biến để mô tả. Ban đầu đặt đặt biến là bằng không, được chưa? Vậy là bằng khi bằng không ấy thì là mèo tha hồ nói, chó im lặng. Chó khi nào mèo nói xong thì mèo đặt biến thành một, thì chó đợi khi nào mà biến là một thì chó mới nói. Đấy, cái đó là cái rất quan trọng nhé. Đây mình cho là đành cho lập trình lại như sau nhé. Bây giờ tôi lập trình cho nó hay hơn nữa nhé. Bây giờ tôi lập trình như sau này. Thôi cái này con không biết thật. Tôi sẽ không để cái lệnh này nữa, tôi để lệnh khác đi. Sao cho là mèo nó nói không phải là 2 giây, mà nó nói có thể là nhiều hơn 2 giây, có thể ít hơn, được chưa? Giả sử Để nhé, cho tôi biết thu âm cái rồi câu được như nói vậy. của chó như này nhé. Giả sử cho các bạn xem nhé, để tôi thấy hình dung là cái ý nghĩa của cái biến biến nhớ rất quan trọng. Cái phần bài này là bài tôi muốn cùng các bạn chúng ta phân tích một chút để chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của biến, và sau này trong tất cả các chương trình sau này, tất cả các biến đều đóng vai trò quan trọng. Thật ra những người lập trình mà giỏi hay là những người mà là làm thiết kế giỏi là người ta phải tạo ra các biến sao cho hợp lý. Cái biến là khái niệm rất là quan trọng ở trong lập trình, ngay cả trong lập trình thuật toán cũng như là lập trình ở đây. Chúng ta đây là chúng ta lập trình điều khiển, lập trình để tạo game, lập trình để tạo kịch bản, vẫn là cái biến rất quan trọng nhé. Bây giờ tôi sửa lại như sau này. Bây giờ tôi sẽ thu âm một cái câu dài dài một chút nhé. Tôi sẽ hỏi là xin chào bạn chó, bạn đi đâu đấy, bạn có khỏe không? Câu dài như vậy nhé. Và khi mà mèo nói xong thì lập tức cho trả lời ngay. Không để ở đây là 2 giây nữa. Sửa lại như sau. Thì lập tức ra luôn được không thấy? Cái gì cơ? Thì lập tức ra luôn được không thấy? Có lẽ biết ra luôn mới thấy. Không 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 được cháu ạ, không được nhá. Bây giờ các cháu cứ nghe là nghe là nghe bác nói này, các cháu cứ bác chưa nói xong, chưa giảng xong, các cháu chưa cần hỏi vội nhé. Các cháu chỉ có không hiểu thì mới hỏi thôi, còn cứ nghe bác nói đã nhé, nghe thầy nói đã rồi để thầy đang rất dài để chúng ta hiểu ý nghĩa của khái niệm biến rất quan trọng mà nhé. Bây giờ thầy sẽ sửa lại câu này như sau. Vì cái chỗ này là ta sửa con mèo, ở chỗ này là mèo, trong cái lệnh này là mèo nói đúng 2 giây thì dừng lại, nhưng mà chúng ta đã biết trước 2 giây rồi, như vậy rất là, thì chó nó dễ điều khiển hơn, nhưng mà thực tế thì chó không biết trước được. Chúng ta sẽ điều khiển lại nhé, chúng ta làm lại cái lệnh này là mèo nó chỉ nói là đây, tôi bỏ cái lệnh đi, tôi thay bằng lệnh say bình thường thôi, lệnh say này nhé. Đó, bây giờ copy cái này vào thôi, copy bạn đi đâu đấy nhé, mà tôi thu âm cho con chó, nó con mèo nói một câu dài, và khi mèo nói xong thì chó mới trả lời. Đây tôi vào chỗ sau mà tôi sẽ thu âm thêm nhé, một câu dài thì các bạn xem thấy này, ở đây nhé, tôi thu âm một câu nói này, mèo phát âm ra câu nói đó, và câu nói đó tôi không biết trước nó khi nào để dừng nhé. Đây tôi thu âm thử một bên game nhé. Xin chào bạn chó, bạn đi đâu đấy, bạn có khỏe không? Đấy.
câu dài như này nhé, tôi không biết là nó khi nào dừng lại, tôi bấm bấm ghi lại. Đây là câu, nó là câu chào hỏi, câu chào nhé, chào hỏi. Đấy, được chưa? Xong nhé. Và như vậy ở đây chúng ta sẽ lập trình cho mèo. Mèo khi mèo phát ra cái này, mèo sẽ phát âm thanh. Đây, mèo dùng lệnh âm thanh. Không dùng lệnh này nhé, mà dùng lệnh này này. Mèo sẽ phát âm thanh chào hỏi cho đến khi mà hết âm thanh thì dừng lại. Xin chào bạn chó, bạn đi đâu đấy? Bạn có khỏe Anh không? ta đang lập trình cho chó sau nhé. Mèo nhé, đây này, mèo đây nhé. Thì khi mèo, đây này là mèo phát âm ra cái dòng chữ là cái cô nói là chào chào, chào xong, khi mà phát âm thì mà nói xong thì mèo sẽ dừng lại không nói con này nữa. Tôi giao cho chúng ta cho lệnh này nhé. Xóa này, xóa đấy. Như vậy là mèo sẽ phát ra cái dòng chữ này mà nói câu này nói xong thì mèo dừng lại. Đây để dừng lại, tôi chạy thử cho mèo trước nhé, kiểm tra. Xin chào bạn chó, bạn đi đâu đấy? Bạn có khỏe không? Đấy, khi mà nó bạn khỏe không thì mèo dừng lại. Mà mèo tôi muốn lập trình như sau: khi mà mèo mà dừng lại rồi thì lúc bây giờ chó mới trả lời. Đấy, thì đây chúng ta viết đây có thế. Nhưng mà ở chỗ này là chỗ mà con chó không hề biết trước được là con mèo khi nào thì dừng. Chúng ta chú ý nhé. Và bây giờ chó sẽ phải lập trình. Trình lập trình lại cái bên này. Được chưa? Không thể dùng được lệnh này nữa. Đấy, vì không biết trước là 2 giây bao nhiêu mà. Phải làm thế nào đây? Thì bây giờ chúng ta sẽ ý nghĩa là chúng ta sẽ lập trình bằng cách chúng ta để lập trình chính xác, chúng ta tạo ra một cái biến nhớ, cái biến nó quan trọng, biến này để chỉ huy điều khiển là khi nào thì chó nói, khi nào thì mèo nói. Được chưa? Đây cái biến này là biến này, tôi đặt tên cái biến nhé, bất kỳ thôi, tôi tạo một cái biến nhớ này, tạo một cái biến có tên là bất kỳ thôi, có thể là đặt tên là chó nói đi, đặt tên là chó nói, đặt tên chó nói nhé. Đấy, tôi bấm ok. Như vậy cái chọn cái kiểu cái biến này này, đặt tên là biến là kiểu dùng chung nhé, biến này là cả mèo cũng dùng được và chó cũng dùng được nhé. Bấm vào đây. Đấy, được chưa? Thì làm như sau này: ban đầu tiên tôi đặt cho chó nói là bằng không, bằng không tức là mèo không không nói được. Tôi để ở đầu đây, tôi để trên này. Đấy, được chưa? Sau đó mà khi mà nói xong ấy thì tôi đặt lại cho nó là bằng một. Đấy, bây giờ thấy điều khiển không nào, điều khiển lại đó. Ban đầu thì cái biến này nó là không, khi mà mèo nói xong đặt cho nó là một, khi đặt là một rồi thì chó bắt đầu được nói. Thế như vậy là thấy được, như vậy là chó và mèo không thể quan hệ được với nhau được trực tiếp mà phải thông qua một cái biến. Vậy biến này nó vừa có ý nghĩa là điều khiển chung, vừa có ý nghĩa là kênh liên lạc giữa mèo và chó rất quan trọng, thấy không nào? Tôi là chuyển cho chó nhé. Đây, ở chỗ này này, chó không thể trả lời được, chó phải đợi khi nào mà gì, đợi khi nào mà âm thanh là cái âm cái biến kia nó bằng một, chó làm sao chó sẽ dùng lệnh này, chó dùng cái lệnh là wait until. Đây, lệnh chờ chờ cho đến khi nào chó phải đợi khi nào mà mèo nói xong rồi thì chó mới nói được. Đây nhé, để ở đây này, khi nào, khi mà cái biến là chó nói lên bằng một thì nó sẽ nói được. Thì tôi chỉnh cho chó nhé. Đây này, chờ đến khi nào tôi vào lệnh này, trong này ở trong cái lệnh OPX nó có một cái các cái biểu thức, để biểu thức, để biểu thức dấu bằng cái này, khi nào, khi mà đây, khi mà cái biến chó nói này, cái biến chó nói này đặt bằng một đó, thì cái lệnh này là gì, con chó sẽ chờ cho khi nào mà chó nói bằng một thì nó mới chạy tiếp sang lệnh sau đây, thấy không nào? Tôi để vào đây. Đấy, bây giờ chúng ta đã làm rồi. Như vậy là ở đây cái biến này nó có vai trò, nó liên kết giữa chó và mèo, được chưa? Là mình lập trình này nó hoàn toàn chính xác. Như vậy cái thời gian mà chó nó không biết trước là khi nào là mèo dừng lại. Đây này, mèo, đây là mèo, đây mèo không biết thế nào dừng lại cái này, nhưng mà thông qua cái biến này thì chó sẽ điều khiển chính xác được. Lập trình thử nhé, dọn xem nhé. Đây này, chạy thử nhé. Xin chào bạn chó, bạn đi đâu đấy? Bạn có khỏe không? Khi mà con mèo nó dừng lại thì lập tức là chó trả lời luôn, mà dù chó nó không biết trước là mèo sẽ nói trong bao lâu cả. Và đây là trình trình hoàn chỉnh nhé. Như vậy cái thông qua trình đơn giản này cho thấy chúng ta đã học được rất nhiều thứ, là cái vai trò của cái biến rất quan trọng nhé.
biến đề nó vai trò nó là nó tạo ra cái liên kết giữa chó và mèo, mà đồng thời dùng để điều khiển các những các nhân vật nhé. Bài này là bài số 2 nhé, bài này là bài quan trọng, ta ghi lại nhé. Đây, bài số 2 là mèo và chó. Chính xác nhé. Chính xác. Chính xác. Được chưa? Nhưng mà chúng ta vừa mới làm cái bài đơn giản thôi, nhưng mà cũng để hiểu được ý nghĩa của cái của cái biến nhé, của cái khái niệm biến. Và các bạn thấy chúng ta vừa mới vào xong cái vừa mới vào trong một cái nhóm toán tử này, nó rất nhiều cái hay. Ở trong toán tử này, trong lệnh này nó có những cái lệnh rất hay. Đây, cái lệnh là đây phép toán cộng trừ nhân chia đây. Đây là các lệnh mà các cái lệnh mà giúp cho chúng ta tạo ra các cái phép tính đối với số, vì số. Cái lệnh là bằng, lớn hơn, nhỏ hơn, này là cái lệnh tạo ra các cái biểu thức logic rất quan trọng, dùng trong cái lệnh như lệnh way until, hay là lệnh if then, lệnh điều lệnh lệnh kiểm tra đúng sai đấy, if then, hay lệnh là repeat until. Đấy. Biểu thức là lớn hơn, nhỏ hơn hoặc là bằng. Đấy, được chưa? Cái này tôi học sau nhé. Đây là các cái phép toán logic, phép toán và, phép toán hoặc, phép toán là not, phủ định. Còn dưới này là các cái lệnh liên quan đến sâu. Lệnh nối hai sâu nhé, lệnh join nối hai sâu, lệnh lấy ra từng ký tự một của sâu, lệnh lấy độ dài của sâu nhé. Còn lệnh này, đây là hai cái lệnh mà liên quan đến lệnh làm tròn số, lệnh chia lấy số dư của số nguyên. Còn đây là lệnh lấy những cái hàm, các hàm liên quan hàm số. Như vậy là cái nhóm này là cái nhóm lệnh rất quan trọng, nhưng mà cho học từ từ cho học nhé. Nhóm lệnh này lệnh rất 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 quan trọng, lệnh là operator này, các cái toán tử này. Đó. Được chưa? Đây, thì bây giờ tôi sẽ làm cái bài số 2. Hay hơn nhé. À, như sau này, mèo sẽ chào chó, nhưng mà lập tức sau đó thì mèo sẽ đố chó một cái bài toán. Được chưa? Sau đó là chó sẽ trả lời. Chó trả lời. Chó trả lời xong thì mèo sẽ báo mèo mèo sẽ kiểm tra xem chó trả lời đúng hay là sai, mèo sẽ báo là đúng rồi hay là sai rồi. Như vậy là một cái bài này nó khó hơn một chút, nó là vừa điều khiển giữa chó và mèo, nhưng mà đồng thời liên quan đến phép toán nữa, cộng trừ nhân chia nữa, và cũng là cái rất là hay là nó giúp chúng ta là điều khiển giữa chó và mèo nữa. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ làm lại ở đầu nhá, và chúng ta new một cái chương trình mới. Được chưa? Được chưa? Chúng ta để mèo soạn ở đây này, cũng như ở đây nhé. Chúng ta là gọi chó ra bên này, gọi chó lên nhé. Đấy, chó để ở đây nhé. Ban đầu chúng ta cũng đặt là mèo ở đây, chó ở đây, và chúng ta sẽ cho chúng nhìn về nhau, và sau đó chúng ta cho lập trình sau nhé, lập trình thực kỳ bản sau. Đầu tiên lập trình cho mèo trước nhé. Đây là mèo này, đây là bấm, đây là mèo nhé. Tôi đặt mèo ở đây, đặt vào đây nhé. Đầu tiên cho mèo ở đây, mèo chạy về go to đến cái vị trí này, để chỉ đây phía này chính là vị trí mặc định đang có ở đây nhé. Đấy. Và mèo là hướng sang bên phải. Rồi. Sang chó này. Cũng như vậy, ta đặt cho chó là như sau, chó là như ở đây. Chó sẽ go to đến cái vị trí này, chỉ là vị trí đây đây. Và chó sẽ xoay sang bên trái. Xoay sang bên trái. Nhưng chó phải đặt cái chế độ là gì, chế độ xoay của chó là phải trái. Đấy, đây là ban đầu nhé, ban đầu đây này. Rồi, thế bây giờ tôi sẽ làm luôn cái gì luôn. Mèo sẽ nói luôn là đố bạn là 2 cộng 3 bằng mấy. Được chưa? Mèo nó sẽ nói ra thôi, để cho mèo nói bằng chữ thôi. Sau đó thì chó sẽ trả lời là 5, hay trả lời là 7, hay là 8. Sau đó chó trả lời xong, mẹ hỏi 2 cộng 5 là mấy, chó trả lời là 8. Sau đó mèo nói là bạn sai rồi hay là bạn đúng rồi, nhưng mà có quan hệ giữa mèo và chó nhé. Nhưng mà lần này nó là nói nếu lại hai lần chứ không phải một lần như lần trước. Lần trước cho mẹ lần bài lúc là mèo hỏi chó trả lời, lần này là mèo hỏi chó trả lời, xong mèo lại nói là một lần nữa, như vậy nó như nói lại là 2 3 lần. Chúng ta cùng điều khiển xem là như thế nào nhé. Đây, bây giờ như thế này. Bây giờ tôi muốn là chó là mèo hỏi
2 nhân 2 cộng 5 là mấy, nhưng tôi muốn là cái 2 năm đó nó không phải là số cho trước, mà tôi muốn là cái số mà con mèo nó sinh ra một cách ngẫu nhiên cơ. Chương trình nó mới thú vị. Vẫn là trình này nó chạy, hôm nay là lần này là 2 cộng 5, ngày mai là 3 cộng 7 chẳng hạn. Như vậy nó khác nhau đi. Chúng ta sẽ phải dùng cái lệnh để chúng ta tạo ra các cái biến ngẫu nhiên. Rồi, là như sau. Bây giờ tôi làm như sau, bây giờ tôi sẽ tạo ra hai cái biến là A và B, dùng là cho mèo sinh ra, để cho mèo sinh ra cái gì, mèo sinh ra cái số để cho mèo hỏi, và tạo một cái biến thứ ba là biến C. Biến C là dùng để chó sẽ trả lời, chó sẽ trả lời là cái biến C là bao nhiêu, được chưa? Đây làm như sau, tôi tạo ra hai cái biến đây, hai cái biến của chúng ta là A nhé, tạo ra hai cái biến đầu tiên là số A này, số A nhé. Đấy. Xong tiếp theo là số B, để cho mèo hỏi nhé. Rồi tiếp theo tạo ra cái biến C là biến này để trả lời cho chó trả lời, được chưa? Được chưa? Rồi thì tôi làm như sau nhé. Để đầu tiên tôi mèo sẽ hỏi trước đây, mèo sẽ sinh A và B là ngẫu nhiên. Đây tôi dùng lệnh là gán A và gán B như là các số ngẫu nhiên, thì phải dùng cái hàm gì, tôi vào cái nhóm toán tử operator và chọn cái lệnh này. Đây là cái lệnh dùng để sinh ngẫu nhiên một cái số, rất là hay luôn, rất là hay luôn. Thì tôi muốn gì cho mèo và chó là đây tôi chọn B ở đây nhé. Đây. A và B tôi lấy việc A là một số ngẫu nhiên từ 1 cho đến 10 chẳng hạn, tôi để vào đây nhé. Đấy. Để vào đây. Còn ở phía dưới này tôi chọn cái số ngẫu nhiên là từ 4 đến 10 chẳng hạn. Đây. Như vậy là gì? Mèo sẽ sinh ra cái số ngẫu nhiên là A là chạy từ 1 đến 10 ngẫu nhiên. Còn B chạy từ 4 đến 10 cũng là ngẫu nhiên. Sau đó mèo sẽ dùng cái lệnh lệnh say cho lệnh hỏi. Đây mèo sẽ dùng lệnh này thôi, được chưa? Mèo sẽ hỏi là đố bạn 2 cộng 5 bằng mấy, hỏi thôi. Thì chúng ta sẽ phải dùng lệnh gì, nối lại với nhau, đố bạn sau đó là A sau dấu cộng B bằng mấy, ta phải dùng cái lệnh này, dùng cái lệnh nối này nhé, phải dùng lệnh nối nối có cái sâu lại với nhau này, lệnh này này đó. Nhưng mà là đố bạn nhé, đây đố bạn là một lệnh rồi, là một dòng chữ rồi, tôi nối này, nối tiếp theo là đố bạn ở đây, nối mà chúng ta có nối nhiều lần nhé. Đố bạn A cộng B bằng mấy, để nữa đố bạn. Nhưng mà nối là một lần, hai lần, ba lần, bốn lần nhé. Đố bạn A cộng B bằng mấy, thì tôi đưa A vào thì máy nó chưa tìm hiểu được là A vào, tôi đưa A vào đây, thấy không nào, A này xong ở đây là cộng này đấy, xong đưa đây, đưa đưa B vào đây, đưa B vào đấy. Xong ở đây là bằng mấy nhé, bằng mấy để nhận được bằng mấy đây nhé. Đó thì đây là chính là cái này này, nó chính là gì, là A đố bạn A cộng B bằng mấy, chính là cái này này. Được chưa? Bây giờ tôi để vào đây. Đấy. Vào đây. Được chưa? Và sẽ hỏi đây, tôi chạy thử đây. Đấy. Ơ chưa nhầm. Cái này là con chó, tôi nhầm nhé, tôi xin lỗi. Là mèo hỏi chứ đúng không? Đấy, mình là một tình huống nhé, tôi đã nhắc tôi lập trình cho mèo, tôi lại bấm nhầm sang con chó, làm thế nào bây giờ? Làm thế nào là có thể copy cái này sang mèo được không? Hoàn toàn được nhé. Chúng ta để đây chúng ta chuyển sang đây là copy sang đây được. Đấy, bấm lên là copy sang sang mèo đấy. Thả tay ra. Mèo ơi này. Đó. Dùng lại được rồi đấy nhá. Con chó này tôi bỏ đi. Đấy. Đây, như vậy là mèo sẽ hỏi chó đây. Được chưa? Đố bạn. Đấy. Và bây giờ mèo chó trả lời thôi. Chó nhìn thấy chó vừa nghĩ lúc của chó trả lời. Nhưng mà làm thế nào bây giờ, bây giờ là điều khiển này, làm chó trả lời xong thì mèo sẽ báo ngay, mèo sẽ phải báo ngay là gì, mèo sẽ thông báo ngay là đúng rồi hay là sai rồi, được chưa? Tôi sẽ lập trình cho chó nhé, tôi lập trình cho chó Ui. có hai phương án. Một phương án là gì, một phương án là chó làm bằng cách là gì, làm ngẫu nhiên, trả lời ngẫu nhiên có thể đúng hoặc sai. Còn cách thứ hai tôi lập trình cho chó là chó rất thông minh, chó trả lời là đúng, vì tôi làm cho chó phán một là chó trả lời là ngẫu nhiên nhé, cho phép ngẫu nhiên.
Như vậy chó là học sinh dốt mà, trả lời ngẫu nhiên có thể đúng hoặc sai. Tôi thử nhá, thử này. Chú ý là khi mèo hỏi xong rồi thì chó mới được trả lời. Chúng ta chú ý nhá. Chứ không phải trả lời ngay đâu. Tôi muốn nhưng mà cho nó hay ho một tí nhá. Rồi như sau. Như vậy là ở đây khi mèo hỏi đây thì mèo sẽ đặt một cái biến. Đặt cái biến nhé. Tạo cái biến thứ ba. Biến thứ ba là biến gọi là biến biến làm bài đi. Biến là giải đi. Giải. Đặt biến là đặt tên là giải toán nhé. Giải toán. Giải toán. À, tiếng Việt giải toán nhé. Đấy, giải toán. Thì ban đầu chúng ta đặt biến giải toán là không. Biến giải toán nó có nghĩa sao? Bằng không. Tức là mèo là người ra đề, được chưa? Sau đó là khi mà ra đề xong, khi ra đề xong thì mèo đặt lại biến là một. Thì đặt tại biến là một rồi thì là một thì chó đợi khi nào mà biến là một thì chó mới gì chó mới mới giải khi chó giải xong thì chó đặt lại là biến là hai. Như vậy biến giải toán nó có ba ý nghĩa: khi bằng không tức là chưa 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 có đề bài mèo mèo ra đề, bằng một tức là có đề bài rồi chó phải suy nghĩ và trả lời, chó suy nghĩ xong thì chó trả lời, chó đặt giải toán bằng bằng hai, bằng bằng hai nghĩa là chó đã trả lời xong và lúc giờ mèo sẽ gì, mèo sẽ gì, mèo sẽ thông báo kết quả. Được chưa? Như vậy là cái khái niệm giải cái biến này là nó có ý nghĩa mạnh hơn là nó có ba giá trị không, một và hai. Bạn chú ý nhé. Nhưng mà chúng ta đặt ra cho là người đặt ra mà. Vậy ban đầu chúng ta giải toán bằng gì? Giải toán bằng không. Để ở đây. Đấy. Khi chúng ta xong cái bài toán đó rồi thì chúng ta sẽ đặt lại là gì? Chúng ta sẽ đặt lại là gì? Đặt lại là cái giải toán bằng một. Ta đặt ở đây nhé. Đấy, đặt bằng 1. Được chưa? Đó. Và bây giờ thì mèo bắt đầu đợi khi nào mà chó giải xong thì mèo mới thông báo. Chúng ta sang chó đi. Đây nhé. Thì ở đây khi mà chó đứng ở đây thì chó sẽ đợi. Chó dùng là gì? Chó dùng cái lệnh là wait until. Đây, wait until. Chúng đợi khi nào mà cái biến giải toán bằng 1 thì chó mới trả lời. Đấy. Chúng ta đặt khi mà cái biến giải toán nó bằng 1 nhé. Đó. Wait until. Chúng ta vào cái biến gọi cái được cái biến này ra. Đấy. Biến giải toán. Chúng đợi khi nào mà biến này bằng 1 thì chó mới trả lời. Được chưa nhé? Trả lời xong thì chó sẽ đặt lại là cái giải toán được bằng bằng 2 thì nó sẽ ta đã giải xong bằng 2. Được chưa? Đấy, chúng ta để sẵn đây nhé. Bây giờ tôi làm phán một là phương án là chó là con vật nó chưa biết tính toán, là tôi cho trả lời ngẫu nhiên nhé. Rồi thì chó làm như sau. Tôi làm cho chó là thử cho chó một cái chó suy nghĩ đi. Chó sẽ suy nghĩ lệnh ôi này để tôi mô tả con chó nó suy nghĩ nhé. Đây để chó làm này, để chó hay hay một tí nhé. Cho chó này, chó nó gâu gâu một cái này, gâu gâu một cái này, và chó nó suy nghĩ, cho dùng lệnh này, chó nó dùng lệnh này là lệnh sinh, mười mệnh sinh là nghĩ đấy. Đây nhé, gồm gồm nhé, khó quá khó quá khó quá, đặt tên cho nó vui lên. Đây là cho nó ấy đấy mà, đấy là cho đang suy nghĩ giải toán nhé, để vào đây này. Đấy. Sau đó là cho chó nó suy nghĩ được khoảng suy nghĩ một khoảng thời gian cho nó ngẫu nhiên đi, từ 1 cho đến 5 giây. Đấy. Rồi, sau đó cho chó sẽ trả lời một cách ngẫu nhiên. Chó sẽ đặt lại cái biến C. Biến C là biến cho trả lời là đáp án nhé, biến C là biến đáp án đấy. C là một cái số ngẫu nhiên. Đặt chó là một số ngẫu nhiên từ 1 đến 20. Đấy, đến 20 là để ngẫu nhiên nhé, 20. Được chưa? Sau đó cho trả lời. Cho dùng lệnh này, cho dùng cái lệnh là say nhé, đây say. Đấy nhé. Dùng lệnh say là cái gì? Là nối lại đáp số là tôi nối lại nhé. Đây. Đáp số là tôi đưa cái C vào. Được cái C mà. Đấy. Được chưa? Nói xong rồi cái này rồi thì chó sẽ đây, chó sẽ thông báo giải toán bằng 2. Bằng 2.
được chưa? Và cứ đáp để mãi. Khi nào mà mèo mà thông báo mèo khi mèo mà thông báo gì, khi mèo thông báo là bạn đúng hay sai rồi, thì mèo sẽ đặt lại cái giải toán này về không, tức là việc chó mới dừng. Nên tôi làm này thật hành như vậy là không, tức là trở về ban đầu tiên là mèo chó cũng im lặng, còn là một hai thì là một thì là chó trả lời, và hai thì mèo thông báo, mèo trả lời, mèo thông báo đúng hay sai, được chưa? Nhắc lại chỗ này nhá, đây này, khi mèo nói đáp án, đáp số là C rồi thì mèo thì chó đấy, chó thông báo là giải toán bằng hai, thì đội mèo đợi thì mèo trả lời, được chưa? Chạy thử đây đố bạn này, khó quá khó quá, thấy chưa nào? Đáp số là 20 đây, thấy không nào nhé? Như vậy là sai nhé. Đây thì khi mà mèo đợi khi nào chó giải toán bằng hai thì mèo mới thông báo. Đây mèo này ở chỗ này nhé, bìa mèo sẽ phải gì, mèo sẽ phải dùng cái lệnh là wait until. Đây mèo sẽ wait until giải toán bằng hai mèo mới trả lời được. Đây mèo dùng cái lệnh này, wait until giải toán bằng hai, được chưa? Bây giờ mèo sẽ làm sao này, mèo sẽ kiểm tra xem là C có bằng AB của A cộng B hay không, bây giờ kiểm tra đấy, và mèo mèo thông báo nếu A nếu mà C bằng A cộng B là mèo có làm đúng, mèo thông báo là bạn làm đúng rồi, còn nếu không thì nó là bạn làm sai rồi, sau đó mới thông báo kết thúc. Đây, chúng ta phải dùng lệnh là, đây phải là dùng lệnh là if then else, đấy, if. Được chưa? Nếu mà C bằng A cộng B, đây nếu nhé, nếu này là dấu bằng này, nếu mà C là đáp án của chó đấy, nếu mà C bằng A cộng B, giấy phép cộng nhé, cộng tôi vào cái này phép cộng đây, nếu mà C bằng gì, bằng A cộng B, đây bằng A cộng B thì mèo nói là bạn làm đúng rồi, giỏi lắm. Dùng cái này đi, bạn làm đúng rồi, bạn làm đúng rồi, còn nếu không thì báo là bạn làm sai rồi, bạn làm sai rồi, bạn làm sai rồi, và chờ xong 2 giây hay là hơn tùy tùy mình nhé. Hai, được chưa? Thì sau đó thì mèo mới thông báo lại, đặt chế độ, mèo mới đặt chế độ cho chó dùng mẹ luôn. Đây mèo đặt lại cái tham số giải toán là về không, được chưa? Về không nhé, thì là kết thúc, được chưa? Đấy. Thì tôi là chỉnh nốt nốt như này nhé, khi mà nhận là mèo giải toán bằng không thì mèo chó bây giờ dừng lại đây ở đây nhé, chó thông báo là giải toán bằng hai, sau đó chó cũng chờ, dùng lệnh là wait until nhé, wait until, khi nào mà chờ cho đến khi nào mà cái giải toán ấy nó về không thì chó sẽ dừng lại. Đây khi mà cái giải toán nó về bằng không ấy, bằng không thì chó dừng lại, bằng lệnh cho đây, bằng cái lệnh này này, bằng lệnh say không có gì thì là coi như dừng lại là hoàn toàn. Đấy. Thế xong rồi nhé, bây giờ chúng ta một cho hai nữa chúng ta sẽ lập trình tự kiểm tra lại một chút. Đây đáp số là 4, anh sẽ làm lại nhé, bạn làm sai rồi, vì tôi muốn cho lâu lâu thì cho hay hơn hơn, tôi muốn là tôi thu âm thêm con mèo cái thông tin là cho ông Thành một tí cho hay ho một tí nhé. Đây này, ở chỗ này tôi sẽ làm cho con mèo nói một vài câu hay hay một chút nhé. Sau đó chỗ này nói mèo sẽ nói là đúng rồi hoặc sai rồi nhé. Tôi chuông cho con mèo thêm 3 âm thanh đấy nhé. 3 âm thanh này. Âm thanh thứ nhất này. Đây. Chào bạn chó, bây giờ tôi đố bạn một bài toán nhé. Đấy, đây là đố toán nhé. Đố toán. Đấy. Được chưa? Bây giờ tôi làm thêm một lệnh nữa, một âm thanh nữa nhé, cho nó hay nhé. Đây là âm thanh như này, đúng rồi bạn giỏi lắm đấy, như vậy trên này nhé, đúng rồi nhé, đây là đúng này, và thêm một âm thanh nữa cho nó hay hơn nữa nhé. Đây sai rồi bạn cố gắng nhé, đây như vậy là sai rồi, đây là sai nhé, như vậy là
âm thanh nó đầy đủ hơn nữa nhé. Rồi bây giờ làm chuẩn nhà cho mèo này. Đầu tiên này, đầu tiên là ở đây nhé, mèo sẽ nói câu sau đây. Mèo sẽ nói câu là gì? Mèo sẽ nói một câu là đố toán ở ngay chỗ này. Nói xong thì mới hiện ra cái dòng chữ này và đợi và chuyển sang chế độ là cho con chó trả lời. Hả, tôi để không, tôi để lên trên này cho nó hay hơn nhé. Đấy. Đấy. Được chưa? Còn ở chỗ này nhé, chỗ này tôi phải thêm đây, thêm cái âm thanh đây. Âm thanh là sai rồi, để ở dưới này. Và trên này âm thanh đúng rồi, tôi để ở trên này. Tôi một chút nhé, tôi sửa lại cái này. Âm thanh đúng rồi, sai rồi, tôi để chế độ này này. Âm thanh đúng rồi đây. Đúng rồi, nhưng mà đợi cho khi nói xong nhé. Đấy. Sai rồi. Trên này là đúng rồi. Đấy. Chúng ta đã tham gia từ đầu này. Từ đầu chương trình của chúng ta nhé. Đây. Chào bạn chó, bây giờ tôi đố bạn một bài toán nhé. Khó quá, đúng không? Sai rồi, bạn cố gắng nhé. Tôi là để cho chó thêm cho hay, mà tôi sẽ thêm chó cho một cái câu nữa nhé. Khi trả lời xong rồi, khi mà khó quá, sau đó là ở chỗ này thêm một câu nữa, thêm một ý nữa là gì? Là tôi nghĩ ra rồi, cho hay hòm gì nhé, để cho thật hay con chó, thật hay cho thật đúng nghĩa nhé. Đây, ôi rồi. Thì nhé, tôi thêm vào đây. Ôi rồi, bấm đây. Đây nhé, thêm nghĩa là học quá biệt là những ghi đúng người đây nhé. À, tôi nghĩ ra rồi. À, như vậy này, đây là làm công toán rồi, làm xong rồi cho thông báo như vậy thôi, không quan trọng nhé. Rồi như vậy con chó làm như sau này, con chó sẽ thông báo là làm xong rồi ở chỗ nào, vị trí nào, vị trí này này. Vị trí là ẩn thêm đan để ở đâu nhỉ? Để ở đây này. Đấy. Xong rồi thì mình thông báo đáp số là nhé. Trở lại này. Chào bạn chó, bây giờ tôi đố bạn một bài toán nhé. Khó quá. À, tôi nghĩ ra rồi. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Hay như vậy nhé. Như vậy bây giờ là một cái phương trình thứ hai, nó phức tạp hơn. Nó vẫn như vậy thôi, nó không quá khó, nhưng mà ý nghĩa của cái biến giải toán là nó khác, là nó có không là khác, một không một hai, nó có ba giá trị và mỗi giá trị nó có ý nghĩa rất là khác nhau. Thì ta thấy một cái chương trình nó phức tạp như này thì ta phải dùng cái biến, không dùng biến thì không thể điều khiển được chính xác quan hệ giữa các nhân vật với nhau. Nhưng mà đây là một cái bài đơn giản thôi, nhưng mà cho thấy là nó rất là hay nhé, nó rất là hay. Rồi bây giờ chúng ta ghi lại cái bài này. Bài này là mèo đố chó làm toán nhé. Đố chó làm toán. Rồi, thế bây giờ chúng ta sang một cái bài khác. Chúng tôi sẽ cùng các bạn chúng ta lập trình một kịch bản là cho một cái em bé chạy đi du lịch trên thế giới, đi từ thành phố này sang thành phố khác. Chưa với mỗi thành phố thì mèo con chó, cái người đó, em bé đó sẽ đứng lại và sẽ nói là tôi đang ở đâu, tôi đang ở thủ đô của nước Ý đây, tôi đang ở sa mạc đây, tôi đang ở công viên đây, để cho nó hay thành một chương trình, thành một cái một câu chuyện là một cái kịch bản, một câu chuyện hoạt hình rất là vui nhộn, được chưa? Đấy, vì tôi làm cùng các bạn chúng ta làm cái đó nhé. Bây giờ tôi lưu lại chương trình. Bây giờ chúng ta sẽ phải sử dụng nhiều cái quan hệ giữa sân khấu và nhân vật, rồi là khi nào nó dừng lại, khi nào nó nói tiếp, và tất cả cái đó là liên hệ trong một cái chương trình hoàn chỉnh, dù nó rất đơn giản thôi. Đầu tiên tôi sẽ tìm nhân vật mà nó có cái tính năng mà chúng ta có thể giúp nó cho nó điều khiển đi lại, dùng chân điều khiển đi lại như là người thật ấy. Đấy. Thì chúng ta vào trong chương trình thì nó có hẳn những nhân vật như vậy. Đây là một nhân vật này, nó đi lại này.
đây là cô bé nữ nhé, tôi tìm một người nam, thôi nữ dùng người này. Đó. Thì cái cô bé này nó có tính chất rất hay là nó có cái các trang phục như này nè, trang phục 1, trang phục 2, 3, 4. Thì chính trang phục này nó giúp cho chúng ta có thể điều khiển cô bé này đi lại được, thì tôi làm như sau nhé. Đầu tiên cô bé đó đứng ở đây đi nhé, ban đầu ở đây nhé. Xong cô bé nó sẽ phát sẽ nói là gì, là chào các bạn, tôi bắt đầu đi du lịch đây, và sau đó là em bé nó sẽ bắt đầu đi. Thì ban đầu tôi đặt như sau nhé, là tôi sẽ được, tôi vừa truyền, tôi vừa được khiển các bạn xem. Ban đầu tiên thì đặt em bé đó đứng ở vị trí này nhé, vị trí này là vị trí là vị trí là vị trí ở đây, vị trí là cái go to là ở đây nhé. Đây là đây này, âm 198 đến âm 28 nhé, ở đây vị trí này nhé. Chúng ta có thể điều khiển lại một tí được, không không quan trọng. Rồi, và con người này chạy về bên phải. Tôi cho cô này bé đi một tí nhé. Hơi to quá. Dùng cái lệnh này là dùng trong lúc nó có cái lệnh là thay đổi cái thuộc tính về về về, về kích thước này. Set size này. Đây là kích thước của em bé nhé, mặc định là 100%. Tôi để nó là 60% thôi, nó bé lên một tí. Để là 60 đi. 60 nhé. Đấy. Chạy thử này. Đấy, ở đây này. Rồi, thế bây giờ tôi sẽ là lập trình cho con người này làm sao này. Nó chạy liên tục từ từ trái sang phải màn hình, khi gặp bên phải nó quay lại thì bên trái, cứ như vậy liên tục được chưa? Đấy, thì tôi lập trình như vậy đã chết nhé. Dùng lại sau đây này, chúng ta còn lại chúng ta dùng cho chạy liên tục, chúng ta đưa bé này vào một cái vòng lặp vô hạn, vào cái vòng lặp là forever. Em bé luôn chạy về về phía trước, đi sang bên trái với cái dùng cái lệnh này đi phía trước, ví dụ là 10 bước chẳng hạn, 10 bước. Và dùng cái lệnh hôm trước tôi nói, dùng cái lệnh này, dùng lệnh là next costume, là cái lệnh là thay đổi trang phục sang phần trang phục tiếp theo. Thì hai lệnh này nó sẽ lên làm liên tục, thì ta cảm giác như là con động bộ của bé này đang đang đi. Nhưng mà ta phải chú ý để này thì nó sẽ bị như này. Đấy, bị như này nhé, thì nó không được. Bị làm sao cho nó là ấy lại một chút này. Đấy. Bây giờ chúng ta phải lại nhé. Nhưng mà thay đi nhanh quá, chúng ta có thể làm chậm lại một chút, bằng lệnh sau đây này, bằng lệnh nữa này, cho chậm lại một chút. Đi này nó nhanh quá đúng không? Hơi xấu. Tôi sẽ để lại, hoặc tôi cho nó giảm đi nữa, thằng đi còn 5, nó sẽ chậm lại một chút. Vẫn nhanh quá. Tôi phải dùng lệnh này cho nó nhanh, cho chậm lại. Tôi dùng cái lệnh, tôi chèn vào đây một cái lệnh lệnh chờ ngắn thôi. Thì nó sẽ chờ là 0.1 giây ở chỗ này này. Đấy. Thử xem chậm hơn thế nào không nhé. Đây thì lại, đây thì lại là chậm quá. Tôi để ở đây là 0.05, các bạn có thể tùy ý xử lý nhé. Đấy. Tôi để cái này là 10 cho nó, để chúng ta có thể tùy ý dự kiến chúng ta thay đổi được cho nó hợp lý được, được rồi đấy nhé. Thế này là rồi đấy. Rồi bây giờ tôi làm như sau. Tôi kiểm tra này, khi mà gặp, khi mà tới đây thì em bé sẽ phải quay lại về đây. Đấy, chúng ta dùng một thuộc tính, chúng ta tìm hiểu thuộc tính x gì này. Khi mà x này nó chạy, khi x nó chạy lên, x là thuộc tính nhé, nó chạy này, khi mà nó vượt quá, nó vượt lên đây là 240, nó sẽ phải quay lại. Đấy, chúng ta dùng sau đây, chúng ta dùng cái thuộc tính này, chúng ta dùng một cái hàm mô tả cái thuộc tính, đây là chính là cái, đây là cái thuộc tính là cái vị trí x, còn đây là vị trí y của nhân vật, nó thay đổi bất kỳ. Đây là những cái hàm mà mô tả cái thuộc tính là tọa độ x, tọa độ y của nhân vật đó nhé. Rồi, biết chúng ta làm như sau, chúng ta dùng lệnh cho đây, chúng ta dùng lệnh là if. Nếu bất cứ lúc nào ta khi ta chạy, nếu mà cái tọa độ x này mà vượt quá 240 thì đặt lại cho nó từ bên trái. Đấy, bằng lại cho đây. Kiểm tra nếu mà đây, nếu mà do lớn hơn nhé. Nếu mà cái x, tọa độ x của nhân vật đó mà lớn hơn 240, tức là khi mà người em bé đó là vượt sang bên phải của màn hình. Thì chúng ta đặt lại từ bên trái. Chúng ta dùng chính cái lệnh này, chúng ta vào đây này, chúng ta dùng cái lệnh là gì, có một lệnh nữa là lệnh set x gì nhé. Chúng ta chú ý là với chỗ có lệnh là set x gì này, set y này, change x, change y là thay đổi x, thay đổi y một đoạn là bao nhiêu,
Rồi cái lệnh tiếp theo lệnh là kiểm tra cái tọa độ x và y ở đây nhé. Đặt là set x bằng trừ 240. 240. Đấy. Và ta đưa vào đây. Đấy. Thậm chí chúng ta có thể điều khiển cho các bước điều khiển đây của em bé là nó chạy về cái vận tốc cho nó thay đổi thoải mái là từ 5 đến 10 chẳng hạn. Đấy. Đưa nó vào đây nhé. Nó đi rất là thoải mái, chạy thử này. Đấy, được chưa? Đó. Được chưa? Đó, thì ta thấy nhé. Như vậy em bé đã đi chu thiên hạ được chưa? Tôi muốn cho tăng nhanh một tí nhé, cho nó nhanh, để chỗ này là chỗ này, để chỗ này là 15, nó sẽ tăng nhanh, hơn đấy. Nó sẽ nhanh hơn một chút. Đấy. Được chưa? Rồi, thế bây giờ tôi làm như sau. Bây giờ tôi muốn là khi mà đi thì là em bé đi ở một ở một ở một ở một, ở một, ở một cái đang ở đi ở một thành phố này, xong khi chuyển sang hết hết sân khấu quay lại thì sang một thành phố khác, sang một địa điểm khác, thì chúng ta sẽ dùng cái gì, dùng cái thuộc tính của sân khấu là chuyện đó. Sân khấu đóng vai trò là cái nền, mà đóng vai trò chính là cái nền nền của chúng ta, và chúng ta có thể chặn chuyển chuyển đến sân khấu để là đóng vai trò là mô tả cái em bé đó là đi ở các cái thành phố nào, chưa? Làm như sau, chúng ta bấm vào sân khấu và chúng ta sẽ lựa chọn các cái thuộc tính của sân khấu là các cái nền sân khấu, bấm vào đây nhé. Ta bấm vào backdrop là chính là cái nền sân khấu đây. Đấy. Đây chính là cái nền sân khấu. Mặc định của nó là sân khấu là trắng, tôi sẽ sửa lại. Bấm đây tôi thay đổi sân khấu này, bấm vào đây nhé. Đấy, rất nhiều sân khấu nhé. Ban đầu em bé nó đi từ ở nhà đi nhé, đi từ nhà rồi từ xóa từ nhà là ở đây nhé, đây là xóa từ ở nhà, lần đầu tiên ở nhà nhé. Rồi sau đó sang ta bỏ cái này đi, ra khỏi nhà, em nó nói là tôi đi du lịch đây, sau đó chúng ta tìm sang thứ hai đây, rồi tìm sang thành phố thứ hai là em bé nó sẽ đi ở đâu, em bé nó sẽ đi biểu đi ở đây nhé, đây là ra một công viên này, đây là công viên, sang cái thứ ba em nó sẽ đi đến đến một cái bờ biển, đây là bờ biển nhá. Thứ tư em nó sẽ đi đến một cái thành phố xa lạ, đây một thành phố xa lạ, đấy, được chưa? Một thành phố cổ kính. Tiếp theo nữa là đến một cái tìm sẽ hay một tí nữa đây. Đây đi qua một cái nơi rất là một thành phố nữa nhé. Vậy là 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tôi làm thêm thành phố nữa là 5 nhé. Hay đi tìm thêm hay hay đấy. À, đây là sa mạc, sa mạc nhé. Đấy. Như vậy là 1 là ở nhà này, đúng không? 2 là gì? 2 là gì? 2 là đi qua công viên này. 3 là bờ biển này. 4 là đến một cái lâu đài cổ này. 5 là một thành phố một thành phố rất đẹp, và cuối cùng 6 là một sa mạc, và cứ thế xoay đi xoay lại, quay đi quay lại, và chúng ta có thể làm được không nhé? Thì làm như sau, chúng ta làm như sau nhé. Đầu tiên mèo sẽ nói là em bắt đầu đi xuất phát từ nhà, tí là nó phải quay lại khi mà em bé đó đi đến cuối cùng rồi thì sẽ quay lại từ đầu, em lại đi từ nhà nhé. Chỉ như sau này, chúng ta chú ý nhé. Bắt đầu ở đây nhé, chúng ta lập trình cho em bé đây. Thì như sau này, thì ban đầu ấy thì là em bé nó khi bắt đầu đi thì em bé nó sẽ nói là tôi đi từ ở nhà nhé, và nhưng mà chúng ta chú ý là khi làm như sau nhé, đây tôi làm như này, tôi đặt một cái biến để mô tả cái số thứ tự của các cái nơi em bé đi qua. Cái biến đó tôi đặt tên là đặt số tên là 1, 2, 3, 4 nhé, 2, 4. Nhưng mà khi mà hết cuốn nó sẽ quay lại từ đầu, được chưa? Đây chúng ta chú ý nhé. Ban đầu thì cái đó nó là 1 nhé, sau nó tăng lên là 2, 3, 4, 5, 6. Sau đó khi mà chúng ta đến 6 rồi thì em cái sức khấu nhé, khi đến 6 rồi nó lại quay lại, đến 6 rồi nó lại quay lại, được chưa? Đến 6 rồi nó lại quay lại nhé. Này, 6 cho nên nó quay lại 1 và cái thế từ đầu nhé. Thì bắt đầu chúng ta làm như sau. Chúng ta làm như sau, ban đầu chúng ta đặt cái biến nhớ đây, chúng ta tạo cái biến nhớ có tên là biến nhớ có đặt tên là du lịch nhé.
tour, đây là tour đi, tour tour du lịch đi, du lịch hơi dài một tí đi, du lịch. Đấy. Thì ban đầu chúng ta đặt cho nó là một, ban đầu đặt là một nhé, đặt là một, đây là một. Và ban đầu chúng ta đặt cho cái đặt cái sân khấu của nó là gì, đặt cái nền sân khấu chúng ta vào cái em bé này có thể điều khiển, em điều khiển được đấy không, chúng ta vào đây chứ, đây ở đây là chúng ta điều khiển cho điều khiển cho nền, cho sân khấu nhé. Đây chúng ta vào đây sân khấu, đây sân khấu sẽ luôn là thay đổi được sân khấu theo cái biến kia. Đây ta làm như sau nhé, chúng ta cho sân khấu vào trong cái vòng lặp vô hạn lần, vô hạn lần. Và sân khấu đây là cái lệnh, là đây là cái lệnh là gì, lệnh là thay đổi cái nền sân khấu đây. Đấy. Này nó có thể thay đổi sân khấu là khác nhau đúng không nào. Bây giờ chúng ta có thể đặt lại cho nó là gì, là cái nền sân khấu này là như sau, là thay đổi theo gì, có thể dùng lệnh next, next, nhưng mà lệnh này thì nó không hợp lý. Ở đây tôi muốn cho con em bé này nó được đi đến đâu là nói tới đó cơ, thì phải đặt như sau, thay đổi theo đúng cái này, đúng cái biến này, biến này. Đấy, để vào đây này. Đấy, luôn luôn là sân khấu nó thay đổi theo cái biến, nó luôn luôn là nó thay đổi theo cái nền sân khấu là theo cái, là cái biến tour du lịch này. Bắt đầu nó là một nhé. Đấy. Đây này, chạy này, đấy, bắt đầu là một nhé, xong nó hết sang đây, sang đây nó sẽ là hai, sang đây nó sẽ là ba, hiện nay tôi chưa điều khiển được chưa, rồi làm như sau này, chúng ta làm như sau điều khiển em bé nhé. Đây, mỗi khi mà em bé đó mà đi sang nền sân khấu khác nhé, đi mà khi mà quay lại này, khi mà đây là quay lại, em bé đó sẽ làm cái nhiệm vụ là đổi, là đổi được sân khấu, làm như sau. Đây chúng ta làm như sau nhé, đây chúng ta làm như sau. Chỗ này nhé, đây này, ít mà em bé đó ra khỏi sân khấu thì quay lại, khi quay lại thì đặt lại sân khấu làm như sau nhé. Mình muốn lập trình điều khiển gì, điều khiển là cái nền sân khấu của nó là phải chạy từ 1 đến 1 2 3 4 5 6, khi mà đến 6 vượt đến 7 là phải quay lại là 1, thì làm như sau, bạn làm các bạn giúp tôi làm nào nhé. Nếu là 1 thì tăng lên 2, 2 tăng lên 3, 3 tăng lên 4, 4 tăng lên 5, 5 tăng lên 6, nếu 6 thì quay lại 1, làm như thế nào, làm như sau. Lệnh cho đây, chúng lệnh là if then else. Đấy, được chưa? Bây giờ nếu nếu mà cái sân khấu của nó mà nhỏ hơn, mà nhỏ hơn 6 thì tăng lên một đơn vị. Nếu mà cái tour của chúng ta, cái tour du lịch này mà nhỏ hơn 6, chúng ta tăng lên một thôi, thì chúng ta dùng lệnh là trên tour du lịch by 1. Được chưa? Còn nếu tour du lịch bằng bằng 6, bằng 6 thì cái này sai, thì chúng ta đặt lại, set cho đặt lại là 1. Đó. Đây chính là cái lệnh gì? Là thay đổi cái biến là tour du lịch này là tăng được từ 1 tăng lên 2, 2 lên 3, 3 lên 4, 4 lên 5 và gì? Và sẽ và khi vậy bằng 6 thì quay lại về 1. Tôi đưa cái này vào đây này, đưa này vào đây nhé. Đó. Đấy, thấy chưa nào? Để chúng ta thấy rất hay dùng dùng biến có thể làm rất nhiều việc khác nhau. Mà tôi thử cho các bạn xem nhé. Để thử này, bắt đầu nhá. Khi sang bên mới, cảnh mới nó sẽ đổi lại cho ta cái cảnh khác ngay. Đấy, sang đây là cảnh thứ hai nhé. Bây giờ sang cảnh thứ ba này, đấy, cảnh thứ ba nhé. Đấy. Xong tiếp theo sang đây là cảnh thứ tư nhé. Đó. Tiếp theo là cảnh thứ năm nhé. Đấy. Được chưa? Rồi, bây giờ tôi sẽ làm cái lệnh sau đây. Là khi mà em bé đi đến ở giữa cái màn hình, em bé sẽ đứng lại và nói nhé. Và nói là xin chào các bạn, tôi đang ở đâu. Nếu mà ở 1 thì tôi bắt đầu đi du lịch. Còn đang ở 2 thì nói là gì, nếu đang ở 2, đang ở cái du lịch bằng 2 thì sẽ nói gì, là tôi đang ở trong công viên. Đấy, tôi đang ở trong công viên. Thứ ba thì tôi đang ở bãi biển. Thứ tư tôi đang ở một thành phố cổ. Thứ năm tôi đang ở một thành phố rất đẹp nhé, một cái thành phố công nghiệp rất đẹp, và ở thứ ban đêm rất đẹp, và thứ sáu tôi đang ở sa mạc. Đấy, như vậy dừng lại nó xong rồi lại đi tiếp, cứ như vậy liên tục thành một chương trình. Thì làm như sau,
rất đơn giản thôi. Và như thế này, chúng ta phải chờ cho đến khi nào mà cái tốc độ của em bé đó mà nằm ở chính giữa màn hình, tức là đang khoảng giữa, tức là xấp xỉ số 0 gì đó nữa, x gì mà xấp xỉ số 0, thì chúng ta dừng làm chuyện đó nhé. Đây, đây chúng ta làm như này nhé. Đây, đặt ngay ở đây này, đặt ngay ở ở cái đầu chỗ này này, ở cái đầu chỗ này này. Đấy, đặt đầu chúng ta làm ngay ở cái đầu, cái đầu này. Nếu mà ở đâu đó thì chúng ta làm gì đó nhé. Thì cái làm như sau này, tôi là có nhiều cách làm khác nhau, tôi muốn làm một cái làm nhé. Đây, ở đây chúng ta sẽ làm lệnh ở đây, if này, if ở đây nhé. Tức là gì, khi mà nó ở không, tức là khi mà chúng ta cái đại một chúng ta là khi mà tốc độ x của nó là nằm trong cái khoảng lớn không, nhỏ không một tí đấy nhé. Nôm na là khi mà cái tuyệt đối của x thì là vì, vì đây nó chuyển động này, nó rất là khó chính xác, nhưng mà cứ ta ước lượng là nằm khoảng giữa màn hình thì sẽ dừng lại làm như sau. Thì nếu gì, nếu như sau, nếu mà cái x là một cái số mà nằm sát gần với không thì ta đặt như sau nhé. Nếu như này, nếu mà đây đặt cái dấu nhỏ hơn nếu bằng không, nếu mà tọa độ x gì đây, tọa độ x nó là cái này này, nó chỉ là cái này này, là cái này nhé. Đấy, mà tôi muốn cho nó là cái này là âm, có thể là dương, thì tôi vào cái hàm toán tử này, tôi dùng cái hàm là hàm chi tuyệt đối. Đây là tuyệt đối này nhé. Đây là hàm ABS là tuyệt đối nhé. Nếu mà chi tuyệt đối của cái x mà nhỏ hơn 5 chẳng hạn, nhỏ hơn 5 thì dừng lại. Sau đó là đi tiếp, thay nhỏ hơn 2 đi nhé. Nếu nhỏ hơn 2 thì sao, thì tôi sẽ thực hiện cái lệnh ngay ở đây, chẳng ngay ở đây nhé. Hoặc tôi sẽ em ở đây, tôi sẽ có thể là tôi ở trong một trong ở ở trong Scratch nó có cái tính năng là chúng ta có thể tạo ra một cái nhóm lệnh có thể tách ra thành một cái thủ tục riêng. Đấy, thì tôi nói trước để nói rất quan trọng, buổi sau cho kỹ hơn. Hôm nay tôi nói ở đây, tôi có thể ghi ở đây nhỉ, ghi đây là nếu tu bằng một thì nói cái gì, nếu tu bằng hai nói cái gì. Nó vậy dài quá, tôi tách ra làm một nơi. Ở đây tôi làm cái thủ tục, làm một lệnh mới là lệnh là giới thiệu du lịch. Tôi vào cái my blog và tôi tạo ra, đây là cái nhóm các lệnh, là tạo một block mới, tạo một lệnh mới, hay là chính là lệnh là tạo ra một cái hàm thủ tục, làm bây giờ tôi viết đây một cái hàm, một lệnh mới đặt tên là gì, là giới thiệu du lịch đúng không, giới thiệu du lịch GL. Đấy, như vậy là đáng lẽ ra biết đây tôi viết tách ra một cái hàm riêng, tôi để cái này vào đây mà tôi gọi lệnh là đưa đưa vào đây. Đấy. Và tôi đưa cái này ngay ở đầu nhá, đưa cái này ngay ở đầu, nếu thế này thì mình làm không thường này, thôi để ở đây này. Để ngay đầu hoặc cuối cũng được nhé, đầu hoặc cuối đều được hết nhé, đầu cũng được nhưng không quan trọng lắm nhé. Đấy. Hoặc thậm chí có thể là như sau, tôi có thể tôi để riêng này ra, tôi tách riêng để ra ngoài như này, để gọi gọi xem nhé. Đây này, đây. Tôi để riêng ra ngoài. Đây tôi làm lệnh này, cảm thấy rất hay của cái lệnh của cái Scratch nhé. Đây tôi làm một lệnh song song lệnh một lệnh này, tôi đưa vào một cái vòng lệnh là lặp vô hạn ở đây, lặp vô hạn ở đây đó, và tôi đưa cái này vào đây. Đấy, như vậy là hai cái nhóm lệnh này là chạy song song với nhau nhé, cùng chạy song song với nhau, cùng là chạy sau khi mà gì ta bấm một cái nút là lá cờ thì cùng chạy. Như đây là hai lệnh song song, thì cái này nó là một cái nhóm lệnh hay là một cái script. Nhưng mà trong một chương trình của chúng ta là có thể có nhiều lệnh, nhiều nhóm lệnh cùng thực hiện đồng thời ở trong cửa sổ sân khấu màn hình, nhưng trong trong cùng nhân vật nhé, trong cùng cửa sổ, trong cùng nhân vật, cùng sổ lập trình ấy, có thể có một hay là nhiều chương trình cùng chạy cùng một lúc. Tôi nói sau cái này các bạn sẽ hiểu sâu hơn nữa, bây giờ tôi quay lại đây giới thiệu nhé. Đây, đây. Nếu mà dọn cái này thì nếu để như này, xin lỗi, để lại bị sai nhé. Thì là cũng đúng thôi. Nếu để như này thì nó sao? Nếu để như này thì sao? Nếu để như này thì người cứ nói và bên này cứ nói, bên này là cứ đi. Được chưa? Cũng không sao, cũng hay, mà tôi sẽ điều khiển sau, nó phải dừng lại sau nhé. Đây. Làm sao đây? Nếu như này nhé, đây. Làm như sau đơn giản, tôi là lệnh if thôi. Và một lệnh if tôi phải dùng hai lệnh if, ba lệnh if, bốn lệnh if, 5, 1, 2, 3, 4, phải có 6 lệnh if cơ. Thôi được. Được chưa? Lệnh 1 này,
Lệnh 1 thì tôi sẽ làm như sau. Lệnh 1 thì tôi sẽ cho mỗi lệnh như vậy tôi nói xin phép nói trong 2 giây đi. Quên mất phải có lệnh if là gì? If như sau. If này. If mà cái biến là tour du lịch của nó đấy bằng 1 thì làm cái gì? Nhá, để bấm chuột phải này, copy này. 1 thì làm gì này? Copy này. 2 làm cái gì này? Đây là 2 nhé. Nếu 2 thì làm gì? Nếu mà 3 thì làm gì? Đấy. Nếu 4 thì làm gì? Nếu 4 thì làm gì? Nếu 5 thì làm gì? Nếu 6 thì làm gì? Đúng không? 6. 6 nhé. 6. Được chưa? Nếu 1 này. Nếu 1 thì sẽ nói là tôi bắt đầu đi, tôi bắt đầu đi du lịch. Đúng không? Chu thiên hạ. Sang cái em nhóm cái thứ hai. Thứ hai là cái gì? Tôi kiểm tra lại thứ hai. Đây thứ hai. Thứ hai là công viên, thứ ba là bãi biển. Tôi lập trình lại. Đây thứ hai đây. Thứ hai là tôi đang ở công viên. Tôi đang ở công viên. Chịu khó một tí nhé. Cái thứ ba. Copy cái này xuống. Cái thứ ba là tôi đang ở bãi biển rất đẹp. Tôi đang ở bãi biển. Bãi biển rất đẹp. Rất đẹp nhé. Xong sang cái thứ tư là gì? Cái thứ năm là gì? Đó. Cái thứ sáu là gì? Cái thứ sáu tự nhiên hình như ở sa mạc. Đấy, đây, sa mạc này. Cái thứ sáu thì ở sa mạc. Cái thứ sáu là tôi đang ở sa mạc đúng nhỉ? Kiểm tra lại một chút nhé. Sa mạc. Bãi biển. Tiếp theo là ngôi nhà cổ trong thành phố trong đêm và là sa mạc. Tôi làm trình một chút nữa cho nó hay hay một chút nữa nhé. Đây. Bãi biển rất đẹp. Tiếp theo là tôi đang ở trong ngôi nhà cổ. Sang đây là tôi đang đi đi qua thành phố lớn nhé. Và cuối cùng ở đây là tôi đang đi qua sa mạc lớn. Đấy. Được chưa? Rồi được chưa? Như vậy là khi gặp này thì tôi chạy nhá. Làm chạy thử. Không thấy không nó chạy nhỉ? Không không thấy gì. Đấy, tôi đã bắt đầu đi du lịch nhé. Đấy. Đấy, tôi đang ở công viên, thấy chưa nào? Đấy. Ồ, chỗ này nó chất nó đi nhanh quá nó bỏ qua mất. Rồi tôi sẽ phải lại đây đây. Tôi sẽ phải chỉnh trở lại chỗ này một tí. Nên tôi để là 5 thì nó sẽ được lâu hơn. 5 này. Lại này. Tôi đang ở công viên. Bãi biển rất đẹp. Được chưa? Thế này cũng được nhưng mà tôi muốn là gì có hay hơn là có hai phương án để nào cũng là phương án này nhé để thật tôi ghi lại đây là phương án hay tôi ghi lại đây. Đây là đi du lịch nhé đi du lịch nhé phương án 1 bây giờ là phương án 2 là khi mà nói tôi phải đứng lại tôi nói thì làm thế nào các bạn có lập trình được không nào đứng lại như sau nhé đứng lại nói thì tôi sẽ phải dùng cái biến thứ ba để kể khi nào nó đứng lại khi nào đang đi. Rất đơn giản thôi. Tôi tạo một cái biến có tên là stop đi. Stop bằng 1 thì nó đứng lại. Còn nếu mà stop bằng 0 thì nó vẫn đi bình thường. Thì ban đầu tiên ta đặt chế độ là gì? Đặt chế độ cho cái stop này là bằng bằng 0 là như là bằng 0 nhưng mà vẫn đang đi bình thường. Đấy nhé, bằng 0 đây.
bắt đầu đây đi bình thường nhé. Nhưng mà khi mà bắt đầu gặp gặp cái người gặp cái này này thì sẽ phải 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 dừng lại, thì làm như sau đây, làm như sau nhé. Ở đây làm như sau này, ở đây tôi làm như sau này, tôi phải thêm một lệnh nữa ở đây này, mà thêm lệnh nữa chúng ta tức là chúng ta phải chạy, khi mà cái chốt bằng không cũng chạy còn bằng một thì dừng lại hết nhé. Đây tôi làm như sau này, làm như sau nha, tôi dùng lệnh, tôi cho lệnh if vào đây cho thật an toàn này, đây nhé, if này, if mà stop bằng không thì mới được đi. Đấy. If này đặt vào đây cái biến stop này, stop bằng không thì mới là đi, bằng không bằng một thì là dừng lại hết. Tôi đưa toàn bộ cái này, toàn bộ cái này vào trong cái này. Đấy nhé. Đấy. Như vậy bằng không nó mới đi, bây giờ bằng không hết nên nó vẫn đi bình thường đúng không? Nhưng mà bây giờ tôi sẽ dừng như sau, tôi làm như sau này, khi bắt đầu gặp cái này thì tôi đặt lại chế độ stop bằng 1, nó dừng lại hết. Stop bằng 1, dừng lại hết nhé. Đấy. Mà khi đứng lại hết, đứng lại này. Mà khi mà, đây là chạy nhé. Nó vẫn dừng lại hết nhé. Đấy, dừng lại hết. Và khi mà xong cái này thì nó đặt lại. Tôi đặt lại cái set này bằng 0. Để sau 2 giây đấy, nhìn chúng ta đây là đặt không là về này. Đó. Bây giờ từ đầu nhé, chúng ta trở lại này. Đây, từ đầu này. Dừng lại này. Đó. Sau đó thì là cái đèn nó bị hỏng rồi, nó bị là không được. Dừng lại. Nó bị sao, nó bị biết sao nó dừng lại đi chậm, tôi để cho nó nhanh một tí nhé, để tôi là dừng lại nó hơi bị. Đấy, vì sao như vậy là vì là nó bị vướng cái chỗ này là 5. Tôi sẽ chỉnh lại một chỗ này là hết ngay. Bây giờ tôi làm như sau, bây giờ tôi để cái này đặt stop bằng 0 và lập tức tôi làm như sau, tôi sẽ cho nó múc lên phía trước là 5 bước là sẽ hết ngay, mà múc về phía trước 5 bước là sẽ hết, không bị nữa. Đấy. Đấy. Mà lại từ đầu nhé, đây. Đấy. Bắt đầu đi lịch nhá, đi luôn. Đấy, sang lần thứ hai này. Lần hai là nó bị chênh quá, nó không nhận được, không bắt được cái này nữa. Cho năng bệnh viện rất đẹp, thấy chưa? Rồi, đây là phương án 2, phương án đúng hơn nhé. Còn có một chỗ nhỏ hơn nữa mà nó hơi bị hiện tượng là khi nó không bắt được thì các bạn về nhà các bạn sẽ sửa rồi sau nhé. Đây là phương án 2 là gì? Là đi du lịch phương án 2 chính xác hơn nhé. Đi du lịch phương án 2 chính xác hơn, hay hơn. Về các bạn có thể bổ sung thêm đây cả âm thanh nữa vào đây nhé. Âm thanh cho nó hay một tí. Âm thanh không phải chỉ là nói vọng mà chỉ là phát âm như kia, mà phần 2 à, chính xác hơn, hay hơn nhé. Được rồi. Đấy, hôm nay là cái buổi mà tôi nói một chút về chúng ta có thể tạo ra được một chương trình hoàn chỉnh, một chương trình tương tác theo kịch bản, sử dụng biến lập trình cho cả cho nhiều nhân vật khác nhau, và lập trình cho cả sân khấu nữa. Để các bạn chú ý nhé. Mà chúng ta nghỉ ở đây nhé, và học vần, và tôi sẽ cho các bạn, hôm nay tôi bắt đầu cho các bạn bắt đầu làm cái bài tập đơn giản về thiết kế chương trình, mức độ đơn giản thôi, và đến các buổi sau chúng ta sẽ tăng cường hơn những cái chương trình khó hơn. Và hôm nay chúng ta cũng học thêm một chút về khái niệm là tạo một cái thủ tục, tạo một cái hàm, tạo một chương trình mới rất quan trọng. À, cho thêm một chút nữa về chế độ là hai chương trình. Như vậy chúng ta sẽ có hai chương trình đúng không nào? Có hai chương trình. Như vậy là trong một cái khung lập trình của Scratch có thể có nhiều cái đoạn khác nhau, cái này nó gọi là một đoạn chương trình hay là một cái script. Thì khi đó thì cái lệnh stop ấy, chúng ta chú ý nhé, nó có ba cái stop này, nó có ba cái. Một stop on là dừng toàn bộ tất cả chương trình của tất cả các nhân vật. Còn this script, lệnh này lệnh chỉ dừng một cái dừng một cái chương trình mà đang chứa cái lệnh này thôi, một cái script mà đang chứa thôi. Còn ngược lại, cái lệnh là thứ ba là stop other script in sprite, là cái lệnh là xóa tất cả các chương trình khác nằm trong cùng một cửa sổ lệnh, còn chương trình hiện thời thì không xóa. Thì cái này chúng ta sẽ hiểu sau, ba lệnh cái này chúng ta thì hiểu sau nhé, nhưng mà nó có ý nghĩa như vậy. Nó ý nghĩa là chúng ta chú ý cái lệnh stop là như vậy. Lệnh stop là nó có thêm ý nghĩa như sau, lệnh stop mà
Loại thứ hai là this. This script là chỉ dừng, dừng cái chương trình, dừng cái chương trình hiện thời thôi. Hiện thời đang chứa chứa lệnh này, chứa lệnh này. Còn một trường hợp thứ ba nữa ấy, là nó gọi là other script. Tiếng Anh là gì? Tiếng Anh là other script mà inspire nhé. Nó có cái lệnh nào chúng ta chú ý một tiếng Anh, tôi muốn những cái tiếng Anh cho nó chính xác là inspire là cái gì, là dừng dừng tất cả các cái chương trình khác trong cửa sổ hiện thời, trong cửa sổ hiện thời, trong cửa sổ hiện thời và không tính chương trình này nhé. Chú ý lệnh này là chú ý là không xóa, không xóa chương trình hiện thời, không xóa cái chương trình hiện thời. Để ta chú ý nhé. Bởi vì sao? Bởi vì trong một cái trong cửa sổ chương trình một số lệnh của một nhân vật và có thể có nhiều chương trình khác nhau. Đây là một hai chương trình này. Đấy. Rất là hay, đây lệnh rất hay luôn ấy. Cái là kênh rất quan trọng. Có thể có nhiều chương trình khác nhau. Nhiều chương trình và hàng khác nhau. Thấy không nào? Đấy, đây là một thủ tục nhé. Đấy. Được chưa? Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhá. Để tôi ghi lại một chút nữa để chúng ta có cái hình ghi lại một nữa cho yên tâm, đó là cái phương án 2 nữa. Phương án 2. Thôi chúng ta nghỉ ở đây thôi. Cảm ơn chào thầy ạ. Các bạn có hiểu gì không? Chào thầy ạ. Có. Ok. Có ạ. Thầy ơi, sao thầy gửi lại những chương trình này cho bọn em xem lại này? Ừ, mình sẽ gửi lại ngay nhé. Ừ.